thời đại toàn dân tư tiên linh khí võ kỹ ai cũng mong bản thân trở nên mạnh mẽ vậy mà lại có thanh niên thích đóng vai chủ tịch giả nghèo thân phận vương tử không thích lại thích giả làm dân thường xã hội thật giả lẫn lộn phế vật thành cao thủ cao thủ thành phế vật chủ tịch giả nghèo như một trò đùa lý vân khởi là một cái có được mạnh nhất tư chất vương tử trùng tu thành vương hành trình sinh ra đã ở vạch đích nhưng lại mắc bệnh thích giấu nghề mạnh đến trời đất điêu đứng lại muốn trở thành phế vật tận hưởng cuộc sống tu luyện lại từ đầu như làm người khiêm tốn khó quá đi phế vật gì lại mạnh thế chứ đọc truyện hay tại bé mèo sinh.com quy tắc của thế giới bởi vì sự hồi phục của linh khí mà xảy ra sự thay đổi con người bắt đầu tu luyện theo đuổi sự lớn mạnh và bất tử của bản thân vì vậy quy tắc bản chất lại không thay đổi cường giả là tôn thế giới đương nhiên nằm trong tay của cường giả sau đó một vài khu vực với quy mô không hoàn chỉnh trở thành đối tượng đầu tiên của một bộ phận lớn có dã tâm xâm lược ở biên giới phía đông có một vị võ tướng chấn thủ mỗi năm chống lại những kẻ xâm lược đến từ khắp nơi võ giả ngũ trùng trung cấp một đông phương đại nại cô ta được xưng là thần bảo vệ đã dùng sức mạnh bảo vệ biên giới nhiều năm cuối cùng cũng đã gặp được kẻ địch mạnh không thể đánh bại chính là hắc sơn đại vương võ giả ngũ trùng cao cấp nhưng ngay khi tên kia định đánh xuống kết liễu đại nại phía bên dưới đã xuất hiện một bóng dáng nam nhân bế cô lên nhưng có vẻ nghĩ nhiều rồi chàng trai đã cứu cô vậy mà lại là cấp không linh kiện quần áo đều bình thường đã thế lại không có trang bị đến cả tên Hắc Sơn Đại Vương kia còn tưởng tên ghê gớm nào, thì ra là một tên phế vật khiến hắn không khỏi bật cười phở lớn. Tên này sẽ cho tiểu tử kia trước khi chết biết thế nào là võ giả thật sự, võ giả ngũ trùng võ kỹ hắc ám lợi chảo. Nhưng trước sự phô trương sức mạnh của đối phương, cậu trai này vẫn rất bình thản lấy ra ba cái mã quy lờ, cuối cùng lại quyết định dùng loại nhỏ nhất hắc ám cuồng nhiệt. Ngay khi tên Đại Vương kia lao lên định nghiền nát tiểu tử trước mặt, cậu liền sử dụng võ kỹ hợp thành vạn vật quy nhất. Khi đã giữ tên Đại Vương trên không. Cậu tiếp tục búng tay, nhị tinh tiểu thiểm điệp, một cột lôi điện khổng lồ trực tiếp bắn ra, khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Đại nại một bên không thể tin vào trước mắt mình, cả một khu vực lại bị nổ thành một hố lớn. Đã thế quần áo trên người cô cũng bị luồng điện kéo cho rách nát rồi, rốt cuộc tiểu tử kia là ai chứ? Sau khi tiêu diệt tên đại vương kia, đại nại chính là mãi nhớ ân tình ngày hôm nay, nhưng đáp lại người kia chỉ ngại ngùng, nói cô quên mình đi, cậu chỉ muốn làm thường dân mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Thời đại linh khí hồi phục bắt đầu chiến tranh võ giả của phạm vi thế giới cho đến khi vạn vật đế quốc được xây dựng lấy sức mạnh thuần khiết để can dự vào ép buộc kết thúc chiến tranh bí mật của vạn tốc lớn mạnh nằm ở bọn họ có thể đẻ ba võ kỹ tương đồng tiến hành hợp thành ở bên trong một cơ thể chế tạo ra võ kỹ chuyên thuộc càng mạnh hơn nhưng khi phóng thích võ kỹ càng lớn mạnh hơn sẽ tạo thành sự hủy hoại cực kỳ lớn của thành phố và khu vực vì vậy vạn vật gia tộc quy định tộc nhân không thể dễ dàng rời khỏi đế quốc chỉ trước khi hoàng tử trưởng thành phải phong ấn tu vi của võ kỹ xuống Khu vực Đông Phương Học Viện Võ Giả Đông Phương, cậu vì là một thường dân nên đi đến tu tiên học viện để bắt đầu tu luyện lại, bởi vì nhập học đơn giản, trình độ thấp, hơn nữa có nhiều người kém thông minh tìm cớ gây sự, mà trở thành vạn vật qua các thế hệ, hoàng tử phải học cách làm người khiêm tốn, là khởi điểm của bí mật trùng tu. Còn đang định bắt đầu chuyến tu tiên đầy thú vị, đập vào mắt cậu đã thấy cảnh bắt nạt nổi tiếng trong mấy phim học đường, nhưng không có một chút sợ hãi nào, cậu tiến đến tên đô con phía trước hỏi nơi nhận võ kỹ ở đâu, khiến tên kia trừng mắt lên đáng sợ nhưng bỏ qua ánh mắt đó cậu chỉ lờ đi mà lướt qua tên kia nhưng chính vì hành động đó mà đã làm cho máu điên trong người tên này càng thêm sôi sục phải dạy dỗ một trận mới được cậu ta phải biết được người kia học ở lớp nào võ ký là thứ mà võ giả tu luyện cần phải học tập võ giả tu luyện linh khí lại vận dụng linh khí để phát động võ khí nói đơn giản mối quan hệ của linh khí và võ kỹ giống như nhiên liệu và động cơ nơi phân phối võ kỹ miễn phí của học viện là để cho những tân sinh không có bối cảnh không thể giành được võ kỹ mà thiết kế mỗi tân sinh đều có thể miễn phí nhận được hai võ kỹ, chỉ có điều là võ kỹ nhân tạo cho người yếu nhất. Hình thức tồn tại của võ kỹ có nhiều loại, mà đại đa số là kỹ nhân tạo và hình thức tồn tại của tấm thẻ. Tại lớp 8 tân sinh, cậu còn đang ngồi mân mê tấm thẻ trên tay, khi buổi học kết thúc, tên nam sinh lúc trước mặt mũi tối sầm trực tiếp tiến vào, đuổi hết học sinh bên trong ra chỉ giữ lại cậu trai trước mặt, tên kia bắt đầu phô trương sức mạnh, cứ thế tung ra sơn hầu sơn bảo quyền đấm mạnh vào người cậu. Nhưng khi chúng đòn này, nét mặt thiếu niên không có chút biến sắc, thì ra người kia mạnh như vậy, có lẽ hắn sẽ không bị cậu đánh chết đâu. Lời này vừa nói ra như vả vào mặt tên đại ca kia, hắn liền dùng bạo lực viên hầu áp đỉnh mà dần mặt đối phương. Lúc này phía bên ngoài, nữ sinh này vô cùng lo lắng, muốn mọi người cứu thiếu niên kia, nhưng lại bị đàn em tên kia ngăn lại. Ngay sau đó, từ bên trong lớp, bóng dáng tên đại ca tàn tạ bắn ra bên ngoài đã thế còn đập mạnh vào mặt tên đàn em này nữa chứ, đây cũng quá kích thích rồi đấy. Mặc dù ra tay có hơi quá, nhưng cậu vẫn thấy vô cùng hài lòng, thật sự là không đánh chết người, cũng không tạo thành sự tổn thất quá lớn, tuyệt cú mèo luôn. Nhìn thấy con trai cưng bị đánh cho nằm liệt giường, Sơn Sở trưởng bỏ qua cảnh báo yếu ớt của con yêu, quyết cho tên khiến đứa con trai lão yêu quý gia nông nỗi này không thể trở thành học viên chính thức. Cùng với đó là sự tự tin của tên trước mặt, hắn sẽ giúp Sở trưởng giải quyết tên đó, chết không thấy xác luôn. Lúc này, tại nơi ở chính thức của học sinh mới, Lý Vân Khởi nghe được thông tin trong 3 ngày không có 4 võ sĩ sẽ bị đuổi có chút lúng túng, vậy mà còn có quy định này. Tên kia thản nhiên nói cho Vân Khởi vị trí trên bản đồ có nhóm thục yêu vừa mới mở linh trí, muốn cậu đi giải quyết, mà chỉ được đi một mình thôi. Ngay khi lừa được Vân Khởi đi đến địa điểm bản thân đã sắp xếp, tên này liền gọi điện cho đại thụ yêu, muốn nhờ người bên kia giúp mình một chuyện, cứ theo nguyên tắc cũ mà làm. Còn lúc này, Vân Khởi mặc lời cảnh báo của người nào đó về sự nguy hiểm ở vùng ngoại ô, nhưng cậu hoàn toàn tin vào lời của lão sư kia, bọn nó đều rất yếu. Tại khu rừng ngoại ô, Vân Khởi còn đang mải mê tìm được, một con thụ yêu từ đâu lớn tiếng gọi cậu lại hoành hoang tuyên bố hôm nay là ngày chết của cậu nhưng cậu chỉ có một thắc mắc thôi không biết nó sẽ nổ võ kỹ gì đây lúc này ở sâu trong rừng ngoại ô một nam sinh toàn thân máu me be bé bét là một võ giả của nhất trùng cao cấp lý phi lôi cậu tuyệt đối không tha cho các người nghe lời này thụ yêu vương võ giả nhị trùng đại viên mãn lập tức bật cười một nhãi danh thì là cái thá gì chứ ngay sau đó liền phóng ra dây leo của bản thân mà quấn chặt lấy người lý vân phi còn tưởng cú đá nổ tung phi lôi của mình sẽ có tác dụng nhưng có vẻ phi lôi đã nghĩ quá nhiều rồi rất nhanh đã bị đại roi đằng của thụ yêu kia túm lấy và cho ngu người chính vì thế mà con thụ yêu kia càng thêm hống hách cười sung sướng con người đúng là quá ngu ngốc còn đang định lấy phi lôi làm linh khí để hấp thụ tiểu thụ yêu từ đâu lao tới vừa khóc vừa cầu xin đại vương cứu mạng phía sau chính là vân khởi đang điên cuồng đuổi theo nhìn thấy cảnh người đuổi thụ thụ chạy người thế này khiến cho thụ yêu vương và phi lôi ngơ ra lúc này tiểu thụ yêu liền bị vân khởi dùng dây leo giữ lại vừa mách lèo cho thụ vương vừa khóc lóc không ngừng ngay khi vân khởi định ra tay tiểu thụ này nhanh chóng được thụ vương cầm lên nhanh như một cơn gió biểu cảm của cái thứ này thay đổi chóng mặt đúng là chó cậy gần chủ mà hống hách mà thách thức đối phương nữa chứ còn đang ra vẻ ta đây tên thụ vương lại định ăn thịt tiểu thụ này khiến nó lập tức chuyển nét mặt sang sợ hãi tiếp tục khóc lóc cầu xin tha mạng ngay khi tiểu thụ sắp bị đưa vào mồm tên thụ vương kia vân khởi vút một cái đã cướp được tiểu thụ vào lòng cậu không cho phép thụ vương này ăn, cậu còn phải để cho nhóc thụ này bị đánh một võ kỹ của cậu chứ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt vân khởi sáng lên lấp lánh khi nhìn thấy thụ vương, cao lớn quá, tinh anh quái sao. Nhưng tên thụ vương không có vẻ gì là thiện trí cả, hắn lập tức điên tiết định cho vân khởi một bài học, nhưng lại bị cậu bảo chờ 12 giây. Đã không biết sợ là gì, vân khởi thản nhiên giới thiệu cho thụ vương kia trên mạng nói tâm thái đoan chính, thở đều, sau đó đợi một chỉnh điểm, như vậy tỷ lệ nổ càng cao. Lời này vừa nói ra, tiểu thụ thì tin sái cổ phi lôi thì cảnh báo đừng tin cư dân mạng đồn đoán còn tên thụ vương thì sôi máu lên sùng sục không nhịn được cơn tức này thụ vương kia liền tung ra thụ nhân vương đại trùy không đánh tiểu tử này nó không chịu được tốc độ này của thụ vương kia không tồi nhưng vân khởi bị đánh lại chẳng có cảm giác gì nên tốt bụng làm mẫu cho nó đông phương thần quyền mà đấm thẳng vào thân người cái cây kia liên hoàn đấm cứ thế được tung ra đến không nhìn rõ tốc độ nữa khiến cho phi lôi và tiểu thụ ôm nhau sợ run người còn tên thụ vương thì liên tục cầu xin đại ca đừng đánh hắn nữa ngay sau đó liền ngã ngửa ra đằng sau chết ngay tại chỗ ngay lúc này nhìn về cái cây đang lỗ chỗ lỗ phát sáng kia từ bên trong tỏa ra linh thạch làm cho vân khởi rất hài lòng còn hai người kia thì hốt hoảng tột độ thiếu mất ba cảnh giới mà lại có thể đánh chết thụ vương sao phía bên này sau khi biết được vân khởi không chết tên lão sư kia bị túng cổ nhấc lên tra hỏi sở trưởng nuôi một thuộc hạ phế vật như hắn làm tích sự gì chứ lần này tên sở trưởng kia lại tiếp tục giao cho tên dương lão sư thay tên phế vật này đi xử lý tiểu tử kia báo thù cho con trai lão thật ra tên này cũng đã chuẩn bị kế hoạch hắn sẽ không để cho tiểu tử kia thông qua kỳ thi kiểm tra cho học sinh mới được muốn trở thành một học viên chính thức cần phải có một bài kiểm tra khảo sát nữa chính là nhất định phải nộp điểm cống hiến trong thời gian đã quy định điểm cống hiến cần phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ của học viện mới giành được tên này cũng đã bố trí cho tiểu tử kia ở nông trường có điểm cống hiến thấp nhất rồi đã thế còn phái học sinh đi ám sát ở đó luôn rồi. Lúc này, Vân Khởi đã có mặt ở nông trường, từ xa bóng dáng của cậu đã được hai mẹ con nhìn thấy, liền muốn đi làm đồ ăn cho cậu. Cùng lúc đó, tên học sinh được cứ tới liền gọi điện thông báo cho lão sử của mình, chỉ cần cậu khiến cho người kia không hoàn thành nhiệm vụ. Để cậu ta học võ kỹ rách nát thì sẽ được tu luyện một năm ở học viện, còn nếu học sinh này không cẩn thận giết Vân Khởi thì cậu sẽ có được số tiền lớn luôn. Lúc này, cô bé lúc nãy liền mang tới cho tên này một chiếc bánh nhưng lại bị hắn gạt phát đi nhưng duy chỉ có vân khởi là nhặt lên mà ăn ngấu nghiến liên tục khen ngợi khiến cho cô bé vô cùng vui mừng ngày hôm sau vân khởi trên tay đã là cây cuốc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tu hành làm ruộng ở nông trường của cậu không nói nhiều nữa vân khởi liền vung cuốc lên bổ xuống đất cũng bất ngờ khi cái cuốc của võ kỹ này có thể khiến bãi cỏ tự động cày ruộng tên nam sinh kia còn đang hí hửng nghĩ rằng vân khởi phải mất kha khá thời gian để cày miếng đất này nhưng làm hắn thất vọng rồi chỉ trong chưa đầy mấy phút vân khởi đã vung quốc làm cày được một mảnh đất lớn nhanh chóng nghĩ ra mưu hành kế bẩn tên này liền đưa cho vân khởi ba mẫu giấy nói học võ kỹ giống nhau thì có thể nâng cao độ thành thạo đã thế cậu ta lại có ở đây tốt bụng cho vân khởi nhận lấy ba mẫu giấy kia vân khởi liền học ngay làm cho tên này vô cùng khoái trí như vậy 300 điểm cống hiến sẽ đến tay hắn thôi nhưng lại khiến cho tên này thất vọng chỉ sau một lúc cả mẫu dụng đã được cày đã thế tốc độ còn nhanh hơn lúc trước nhìn miếng đất được cày trong thoáng chốc Vân Khởi liền quay sang nhìn về tiểu tử kia cười biết ơn, đúng là người tốt mà. Ngay khi Vân Khởi định nghỉ ngơi, tên nam sinh này liền phóng lên, tay đã thủ sẵn hàng nóng. Chính là Vân Khởi ép hắn ta sử dụng vật lý ám sát thuật, dựa vào tính toán tỉ mỉ của tên này, tất cả phải cho hoa nở trên đỉnh đầu. Nhưng ngay khi tính đủ 7749 bước, cái dao của tên kia lại bị quốc của Vân Khởi đánh văng lên, trực tiếp ghim vào đít tên này, cùng lúc đó lưỡi quốc cũng văng ra. Nhưng có vẻ tên kia hoàn toàn không để ý tới điều này, rút dao từ đít ra, Tên này phải sử dụng đòn cuối thôi, nhưng ngay khi tên này phóng mạnh xuống, lại không để ý cái cuốc kia vẫn được Vân Khởi để ngay ngắn trên cao, ánh mắt gằn lên tia máu, cái gì đến cũng phải đến thôi, nát cúc rồi. Cứ thế, giết ghim vào cuốc, cả người tên kia cứ thế bị Vân Khởi kéo đi thay cái lưỡi cuốc mà cày ruộng. Khi Vân Khởi mở mắt ra, nhìn ruộng đã được cấy, chỉ có điều trên đất hoa văn lạ quá ta, mẫu thịnh hành hiện nay sao? Còn bạn học lại nằm thế kia, đã thế còn sủi bọt mép vậy. Ngồi trên giường truyền nước, cả người tên này hốc hác đau đớn, hắn vậy mà bị sỉ nhục như vậy sao? Nhưng ngay khi tên này nhìn lên cái gậy chống lấy bình truyền nước lập tức liên tưởng tới cái quốc kia, như bị tổn thương tâm lý mà hoảng hốt hét lên. Phía bên ngoài, Vân Khởi tiếp tục giúp đỡ người ở đây đi cắt lông cừu, còn định vặt lông từng con đã thấy đám cừu chạy toán loạn. Nhìn thấy Vân Khởi khó khăn trong việc vật lông cừu, tên nam sinh kia phấn khởi vô cùng, đã thế còn nhìn thấy Vân Khởi ăn linh thích vào bụng. Lúc này, Vân Khởi liền thở ra một hơi, ngay sau đó liền giải tỏa thiên phú, vạn vật đồng đức, đột phá tu vi, nhất trùng trung cấp khiến cho người nào đó rụi mắt khó tin. Cô gái thôn quê kia còn đang định tới giúp Vân Khởi một tay, ngay lập tức nhìn thấy dáng vẻ chiêu trong đám lông cừu bay phấp phới của Vân Khởi, cứ thế đỏ mặt ngưỡng mộ vô cùng. Và bây giờ chính là nhiệm vụ cuối, giúp nông trường nhổ cỏ. Và lần này, tên nam sinh kia cũng tuyệt đối không thể thất bại, hắn núp trong bụi đã chuẩn bị sẵn, giống như loài báo trong cảnh sắc ban đêm, sau khi kẻ ám sát đã theo dõi mục tiêu thì cái chết sẽ đến từ từ. Còn tưởng cơ hội đã đến, lưỡi liềm của vân khởi đột ngột vung qua một vùng cỏ trực tiếp cắt phay bộ tóc của tên kia để lộ ra vùng da đầu sáng loáng sau đó liền hoảng sợ bỏ chạy lúc này vân khởi đã thành công hoàn thành nhiệm vụ bây giờ cậu chính là học viên chính thức rồi lúc này tên nam sinh kia chạy như điên hắn không làm nữa đâu đúng là ức hiếp người quá đáng mà còn đang chạy điên cuồng tên này liền giẫm phải một bàn tay ngay khi quay đầu lại liền nhìn thấy tên ban cán bộ năm đó võ giả nhất trùng cao cấp phía bên cạnh tiếp tục xuất hiện một tên tóc dài hắn cũng là ban cán bộ cao dương võ giả nhất trùng cao cấp bọn họ đến đây là để giải quyết tên nam sinh này đã làm hỏng kế hoạch còn bỏ chạy vẫn là nên hy sinh vì nhiệm vụ đi sau khi quét mã xác nhận vân khởi vô cùng phấn khởi khi có thể chính thức đi vào học viên tu luyện rồi còn đang định rời đi vân khởi liền bị cô bé lúc trước giữ lại cậu hứa vài ngày nữa sẽ quay lại còn bây giờ đã có việc phải làm vào buổi tối trong lúc cô bé đang mải làm bánh cho vân khởi quay lại ăn đột nhiên bị một tên đã ngã văng ra từ từ hiện ra trước mặt là ba tên nam sinh, bọn chúng là tập thể học sinh của học viện. Vừa với vào nhà hai mẹ con này đã lập tức hống hách, dùng dây mà trói chặt người phụ nữ kia lại. Tên Cao Dương dùng tóc của mình tục tiếp mà kéo người phụ nữ kia ra bên ngoài, muốn cô gọi điện cho Vân Khởi. Ngay khi Vân Khởi vừa bắt máy, người phụ nữ này liền lớn tiếng nói cậu đừng quay lại đây, lập tức bị tên kia húc thẳng vào bụng. Không thể nhìn thấy mẹ bị đánh, cô bé vừa khóc vừa nói với vân khởi mau chóng về đây ở đây có rất nhiều người bọn họ đánh mẹ cô bé đang rất sợ vân khởi vừa nghe tới đây nét mặt lập tức đen lại đầu dây bên kia liền thông báo cho cậu nếu hôm nay cậu không quay về nông trường bọn chúng sẽ giết hai mẹ con nhà đó sau khi cúp máy một tên nam sinh liền túm lấy cô bé kia mà đe dọa đủ điều nhưng lời còn chưa hết ngay lập tức tên này đã ăn một đấm vào mặt cứ thế bay thẳng cắm đầu vào gốc cây cao dương đừng ở nơi này cũng nhìn thấy cảnh trước mặt võ giả nhất trung kỳ sao nhưng như thế có là gì chứ trực tiếp lớn tiếng bảo mấy tên bên cạnh nhanh chóng xông lên giết chết vân khởi ngay khi đám thanh niên kia lao lên vân khởi nhẹ nhàng tặng mỗi đứa một cú đấm giao hữu đến lúc này tên cao dương mới gọi đám nhãi kia lại hắn cũng hiểu ra đối phương không phải là người để cho mấy đứa này có thể đối đầu được tên cao dương cứ thế dùng mớ tóc của mình mà bay lên tối hôm nay hắn sẽ giải quyết vân khởi chọc không đúng người là phải trả giá đó còn ai trả thì chưa biết nha nhanh chóng dùng tóc quật xuống dưới đất nhưng Vân Khởi rất nhanh đã tránh sang một bên, tay nắm thành quyền mà lao tới. Chỉ có điều còn chưa chạm được vào đầu tên Cao Dương kia đã bị tóc của hắn túm lại, sau đó hất văng ra. Cũng chính vì thế mà tên Cao Dương và đồng bọn của mình vô cùng đắc chí, nhưng Vân Khởi không thèm biểu hiện thái độ gì cả. Trong khi tên Cao Dương kia còn đang thách thức Vân Khởi đánh được vào tóc của mình, ngay lập tức cậu liền dùng tay nắm lấy, trực tiếp nhổ bay tóc của tên kia, để lộ ra một mảng đầu sáng bóng, người anh em, tuyệt của nó đấy. Lúc này, Cao Dương kia mới kịp phản ứng, nhìn mớ tóc dài vài mét của mình mà tức run người, nhưng còn chưa trả thù được cho tóc yêu, tên này tiếp tục ăn đấm từ Vân Khởi, trực tiếp cắm đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mấy tên khác đang sợ run cầm cập khi thấy bóng dáng ngầu đét của Vân Khởi kia, lập tức thay đổi nét mặt, bọn hắn sao phải sợ chứ, vẫn còn đường ngọ đại ca ở đây mà. Tên cao to đen hôi này vừa bước ra đã mạnh miệng, sợ cái gì chứ, lát nữa hắn đánh hắn thì hãy dùng điện thoại mà quay lại để tối đáng sỉ to gì nha ngay lúc này tên đường ngọ kia liền trợn chừng đôi mắt chố của mình nhìn thấy vân khởi lùi ra phía sau lại tưởng rằng cậu sợ còn chưa kịp làm gì vân khởi đã nhanh tay tung ra quốc ma thần quyền trực tiếp hất văng tên đường ngọ kia bay lên trời vừa đúng lúc tên đàn em vừa bật máy lên livestream thì cảnh này lập tức lọt vào trong máy bình luận cũng vì thế mà hiện lên dồn dập còn tên kia thì đơ cơm mẹ nấu luôn lúc này vân khởi liền vẫy tên kia mang điện thoại sang cho mình khiến cho thằng trả này sợ đến khóc lóc tí thì xón ra quần tiến lại gần tên nhãi trước mặt Vân Khởi bình thản, nếu không muốn chết thì mau cởi quần ra. Cứ thế, để cho tên kia trần chuồng đứng vào khung hình mấy tên đại ca bị đánh la liệt trên đất, Vân Khởi lạnh lùng bấm máy liên tục. Bây giờ quay về mà làm theo những gì cậu nói, nếu không thì tấm ảnh này sẽ viral khắp trường đó. Ngay sau đó, tên nhóc kia liền quay về theo đúng lời Vân Khởi mà báo cho thầy giáo đã giải quyết xong đối phương khiến cho tên lão sư này vô cùng hài lòng, không hổ là học sinh của ta. Lúc này, tên nam sinh kia liền chảy nước mắt, nói tiểu tử kia đã đánh bọn cậu bị thương, nhưng lại để cho hắn chạy rồi nhưng tên này cũng không quan tâm lắm chỉ cần vân khởi không xuất hiện ở trường là được lúc này hai nữ sinh phong cách đứng trước mặt tân khởi mà đề nghị được đi ra sau núi tu luyện cùng cậu đương nhiên với người đẹp thì vân khởi sẽ không làm khó rất nhanh đồng ý cho cả hai theo mình đi tu luyện phía sau núi của học viện được xây dựng ở khu vực trên linh trì chỉ có xung quanh linh trì mới cung cấp linh khí cho võ giả tu luyện học viện sẽ căn cứ theo sự giống nhau của nồng độ linh khí để chia ra ba khu vực để tu luyện giống như tân sinh võ giả bọn họ có thể đi tới khu vực tu luyện công cộng thấp nhất, cả hai nữ sinh còn đang vui vẻ tận hưởng linh khí, đột nhiên một đám người liền tiến tới, dẫn đầu là người phụ trách khu vực tu luyện công cộng B7, Phương Đạt Địch đi đến, mặc cho những người khác ở đây thắc mắc tại sao bọn họ phải tu luyện ở trong góc có linh khí thấp nhất chứ, tên này vẫn không quan tâm, có công bằng hay không thì do kẻ mạnh nói mới tính. Ngay sau đó, tên này liền tiến ra chỗ hai nữ sinh kia mà tỏ vẻ biến thái của mình, nếu như hai em gái chịu đi theo hắn thì hắn ta đồng ý đặt cách cho hai người tu luyện ở nơi linh khí dày đặc. Ngay khi ngón tay của tên kia không yên vị mà định ấn vào trái đào căng đầy kia, đột nhiên lại đặt lên bức tường thành vĩnh cửu khiến tên này giật mình. Ngay sau đó phẫn nộ khi thấy Vân Khởi đang đứng trước mặt, là một thằng con trai sao, đúng là buồn nôn. Không để ý đến tên này, Vân Khởi trực tiếp dẫn hai cô bạn học đi ra chỗ khác tu luyện khiến thằng trả kia tức điên. Ngồi ngay ngắn trên đất mà tu luyện, Vân Khởi không để ý gì nữa. Bây giờ hai nữ sinh kia mới chịu ngồi xuống, còn tưởng đã thoát được tên cận bã kia ai rè tên đó còn dai hơn đỉa vậy mà bám theo bọn họ đến đây muốn cho hai nữ sinh cơ hội cuối cùng cuối cùng tức nước vỡ bờ cô gái tóc xanh không nhịn được quát lớn lão nương đi cùng hắn bọn họ nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn không thể thua loại người này được nhưng lúc này mấy tên kia liền cảm nhận có gió truyền tới bọn chúng lập tức cảm nhận được linh khí đã thế lại là linh khí đang lưu động khiến cho tân võ sĩ chịu áp lực lớn linh khí đã tràn vào cơ thể quá đủ rồi ngay sau đó linh khí trào ra như thác cũng là lúc vân khởi kết thúc tu luyện khi quay đầu lại đã thấy mấy tên kia phờ phạc như vừa mới đi đập đá về đã thế lại có thêm kiểu tóc mới một mảng đầu bóng loáng không có tí tóc phương đạt địch tức điên lao tới túm tóc vân khởi dám làm hư quy của của hắn trong khu vực tu luyện sao nhưng còn chưa nói điều lệnh cho vân khởi nắm giữ phương đạt địch liền bị đồng bọn kéo đi còn vân khởi vần dặn lòng không được ra tay nếu không cậu sẽ giết đám này mất nhưng tên kia lại tưởng rằng tiểu tử này đang lo lắng run sợ trước mình sung sướng nhất miệng lên cười. Lúc này tại phòng nhiệm vụ, Vân Khởi đang đấu trí với cô gái trước mặt, cậu chỉ thiếu một chút là có thể thăng cấp rồi, sao không thể châm trước chứ? Nhưng người kia hoàn toàn không đồng ý, đúng là không thể để Vân Khởi làm nhiệm vụ một mình được, học viện đều là lập tim làm nhiệm vụ, muốn điểm cống hiến tu luyện thì nhanh đi tìm đồng đội thì hơn. Cứ thế, Vân Khởi liền đi khắp nơi tìm kiếm đồng đội, nhưng căn bản không ai đồng ý, còn tên phương đại địch kia nhìn thấy Vân Khởi là lên mặt đe dọa. Nghĩ đến mái tóc lúc trước hắn không khỏi tức điên người nhưng căn bản Vân Khởi không hề sợ, đã thế còn mở lời đề nghị cậu ta vào tim của mình kiểu nằm mà cũng thắng được ấy, chỉ cần há miệng Vân Khởi tự động đút điểm vào mồm thôi. Nhưng tên Phương đại địch này sao có thể đồng ý? Cậu ta liền dẫn Vân Khởi đi gặp một người phù hợp hơn cả cậu ta, vô cùng lợi hại. khi Vân Khởi đồng ý, tên này vô cùng khoái trí, tên ngốc ngu dốt lập tim sao? Lát nữa cậu ta sẽ đánh gãy chân Vân Khởi để cậu đi lập tim với xe lăn. Camera gần đây cũng bị hư rồi, tiểu tử kia chắc chắn chết là cái chắc ngay khi dẫn vân khởi đi vào trong một con hẻm phương đại địch liền nói cho cậu người cùng lập tim đang ở trong đó đi vào đó nên chào hỏi trước đi ngay sau đó tên anif trực tiếp dùng võ ký cấp hai thiết môn phục mà chặn không cho vân khởi ra ngoài trong sự khó hiểu của cậu nhìn thấy thiếu niên bên trong hẻm không ra được tên này vô cùng thỏa mãn giật mạnh cái mũ tai thỏ ra để lộ một phần đầu bóng loáng tên đại địch liền nói hết bất mãn ra đúng là hài hước quá vân khởi làm việc đó ở trong khu vực tu luyện của hắn tưởng chuyện linh khí kia hắn quên sao Lần này hắn sẽ cho Vân Khởi biết tay, hôm nay chính là ngày chết của Vân Khởi đó. Nhưng căn bản Vân Khởi không có chút sợ hãi nào, ngược lại lại mở lời xin lỗi tên kia, đánh nhau không tốt đâu, chỉ là cảm thấy ở đây không ai đủ trình để đánh với cậu cả. Lời này càng làm cho tên phương đại địch kia cười phớ lớ, vuốt vuốt quả đầu môi của mình, hài hước quá, Vân Khởi tưởng mình là ai chứ, còn không có ai có thể đánh được sao? Nực cười, hôm nay hắn đã chuẩn bị người để xử lý Vân Khởi đây rồi, người đó nghe nói đã đánh bại được ma thú đấy, chuẩn bị ăn đòn đi. Ngay sau đó, Lý Phi Lôi và Tiểu Thụ từ bên trong con hẻm đi ra, lập tức nhận ra Vân Khởi. Tên Phương đại địch vừa nhìn thấy hai người này liền vui sướng mà bảo họ xử lý Vân Khởi, cùng với đó khi Vân Khởi quay sang liền nhận ra người quen, cả ba lập tức hàn huyên lại chuyện cũ, sau hôm đó bọn họ vẫn đang tìm Vân Khởi, không ngờ lại gặp ở đây. Vân Khởi ngay lập tức mời hai người này vào đội của mình, nhanh chóng đã nhận được lời đồng ý, còn tên Phương đại địch nghe hai bên nói chuyện mà hoa mắt chóng mặt, tức điên mà mắng mỏ Lý Phi Lôi kia. Ngay khi biết đại địch kia có ý đồ xấu xa với ân nhân, Lý Phi Lôi lập tức nắm lấy tay cậu ta. Ngay sau đó Quyền Nổ Tung lập tức làm vỡ luôn cái điện thoại trên tay tên này khiến hắn sợ xanh mặt. Tiếp theo đó Tiểu Thụ răng dây mà quấn chặt chân của tên kia, sau đó kéo mạnh làm dập hết hàng họ của hắn, thốn tận trời xanh. Ngay sau đó cả ba người liền cùng nhau rời đi đi làm nhiệm vụ. Tại khu rừng ma thú, ba người nói chuyện vô cùng rôm rả, Tiểu Thụ hí hửng giới thiệu bản thân tên A Bính là một người cây, bây giờ đã làm bạn với con người rồi. Công việc lần này của tiểu thụ vô cùng đơn giản, đại ca là Vân Khởi, nhị ca là Phi Lôi nhận được nhiệm vụ của học viện là xua đuổi tất cả ma vật. Dựa vào giao tình giữa cậu và bọn họ, để bọn ma vật tạm thời rời khỏi đây, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cả tiểu thụ và ma vật chia đều linh thạch. Nhị ca muốn tiền, đại ca muốn điểm cống hiến, chỉ còn lại vài ngày, bọn họ đã có được thứ mình mong muốn, đúng là lời to. Điểm cống hiến tràn vào trong điện thoại càng lúc càng nhiều, tiền vào tài khoản nhị ca cũng cũng nhiều vô kể còn tiểu thụ thì nhận được vô số linh thạch vỡ nhưng hôm nay đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn con ma vật trước mặt vậy mà không đồng ý với điều kiện của tiểu thụ nó không muốn ăn linh thạch nó muốn ăn tu chân giả cơ nhìn con kim quy trước mặt đang không tỉnh táo tiểu thụ vô cùng khó hiểu không phải nó nói chỉ ăn cái quần què đó thôi sao có gì sai sai a à? rốt cuộc là bị sao vậy chứ ngay sau đó con kim quy này liền phát điên không còn tỉnh táo nữa trực tiếp tiến hóa thành thủ lĩnh kim quy nó muốn tu chân giả thèm đến nhỏ dãi luôn đó, cứ thế hất văng tiểu thụ đi. Phi lôi nhìn thấy đàn em bị như vậy cũng không chịu được mà khởi động khớp tay chân, đúng là chán sống rồi. Nhưng lúc này Vân khởi lại vô cùng bình tĩnh, chăm chú nhìn về phía con kim quy đang phát điên phát rồ vì tu chân giả kia, lập tức ngăn phi lôi hành động, mọi thứ để cho cậu giải quyết. Phi lôi nhìn thấy con kim quy liên tục đòi tu chân giả không khỏi cười thầm, may đấu với ai chứ đấu với đại ca là tới số rồi nhe con. Cứ thế, con kim quy này liền moi từ trong đất ra cổn cầu pháo, trực tiếp ném ra phía trước, Phi Lôi lúc này cười khoái chí, đã thế còn không thèm phòng bị, chẳng lẽ mới nhắm mắt mà đai được sao? Cứ thế Phi Lôi liền trúng đòn của con Kim Quy kia, trực tiếp ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Còn Vân Khởi lúc này mới lên tiếng, cái tên thượng cổ linh tộc biến ngươi thành bộ dạng này, còn ở khu vực này không? Con Kim Quy đang điên tiết đột nhiên nghe tới cái tên này có chút khựng lại, biến nó thành bộ dạng này, thượng cổ linh tộc cứ thế hình ảnh một tên đàn ông hiện ra trong óc con kim quy kia vị đại nhân đó tên là thượng cổ linh tộc sao đúng là hối hận quá đáng ra nó nên đi theo vị đại nhân đó vân khởi nghe con bọ này nói lập tức chán không thèm nói nhưng theo lời nó nói thì tên gia hỏa đó không còn ở đây nữa con bọ kia cứ thế xác nhận nhưng sao tiểu tử này lại biết chuyện của vị đại nhân đó chứ nó muốn vân khởi nói cho biết nếu nói xong có thể để cậu chết một cách nhẹ nhàng nhưng rất nhanh sau đó cả người con bọ này liền bị vân khởi dùng dây leo quấn chặt lại nhưng vẫn cứng miệng nói bản thân không sao, tu vi của cậu không thể đánh bại nó. Nhưng lời vừa dứt, Vân Khởi trực tiếp làm ra thụ nhân vương đại trùy to khủng bố, trước sự hoảng sợ của con kim quy. Cứ thế đại trùy liền vung xuống, một nhát tiêu diệt được, thành công giành được võ kỹ cồn cầu pháo. Cũng may là linh tộc kia đi rồi, với thực lực của Vân Khởi bây giờ có lẽ sẽ không thể đánh bại tên kia. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, Vân Khởi liền bế cả hai phi lôi và tiểu thụ cùng nhau đi về học viện tu luyện thôi. Tại trường học, một lão sư nghe thấy Vân Khởi muốn thuê khu vực tu luyện vô cùng bất ngờ, một tên cấp một như cậu đây có bao nhiêu điểm cống hiến mà đòi thuê chứ. Nhưng ngay khi Vân Khởi đưa ra con số của mình, người kia lập tức chố mắt ra nhìn, đây là đại gia ngầm đó hả? Cứ thế, thái độ của người này lập tức thay đổi, niềm nở cho đón thiếu gia, lập tức vui vẻ đồng ý, tại nội bộ khu vực tu luyện. Ngay khi Vân Khởi định dùng cổn cầu pháo luyện tập lập tức bị phi lôi ngăn lại, đừng có học võ hoang dã như vậy chứ học võ kỹ gì tốt nhất là dựa vào quy hoạch chuyên ngành của mình mà lựa chọn cố gắng lựa chọn võ kỹ cùng thuộc tính ví dụ như ba võ kỹ của thân thể thuật gần nhất có thể tăng sức mạnh cho bản thân chứ vân khởi nghe tới đây cũng hiểu ra chỉ có điều theo phi lôi mặc dù lượng võ kỹ gia tăng nhưng mà cũng rất chậm cũng chính là nói lượng võ kỹ mà mỗi người có thể học đều có giới hạn ngay khi thấy phi lôi làm mẫu dùng võ kỹ không gian vân khởi lập tức bắt trước chỉ có điều lại không hề có được nếu bên trong không gian này không được Phi Lôi liền đề nghị Vân Khởi ra bên ngoài thử xem, nhưng đến cả thời gian luyện tập mà Vân Khởi cũng không hề biết tới khiến cho Phi Lôi bất ngờ vô cùng, đó đều là cơ sở của võ giả mà, lượng linh khí mà mỗi ngày mỗi người có thể hấp thụ đều có giới hạn cho nên mới có nhiều người dùng chung khu vực tu luyện đó. Vân Khởi nghe tới đây lập tức nhấc điện thoại lên, ngay sau đó cả hai nữ sinh lúc trước liền có mặt nhanh chóng để đến đây cùng tu luyện với Vân Khởi. Ngay sau đó, Vân Khởi bắt đầu quá trình hấp thụ linh khí của mình, đến cả Phi Lôi cũng không chịu được mà lơ lửng trên không. Tiếp đó là hai chị em bên này cũng chẳng khác gì. Ngay khi cả hai chị em kia bất tỉnh, chỉ còn phi lôi là lấy được tỉnh táo sau cơn phê, cậu ta lập tức phát hiện. Linh khi của khu vực tu luyện hình như đã biến mất hoàn toàn rồi, Vân Khởi đã hấp thụ hết một lần luôn sao. Đã thế phi lôi còn bất ngờ hơn khi thấy Vân Khởi đáp chăn lên người hai cô gái kia, lập tức phi đến bá vai bá cổ. Cậu thấy Vân Khởi sau này tuyệt đối có thể trở thành cường giả giống như thần bảo vệ của đông phương nó. Theo phi lôi biết, bọn họ là những thần mạnh nhất khu vực này, Bọn họ vẫn luôn đóng giữ khu vực biên giới đó. Nghe nói tu vi của một thần bảo vệ đã sắp tới lục trung rồi đó, chính là Đông Phương Đại Bạch Võ giả ngũ trùng trung cấp. Lúc này, tại khu vực biên giới Đông Phương, ngay khi Đông Phương Đại Bạch tiến lại một tên kỳ lạ, hắn ngay lập tức nhả cánh tay trên mồm ra, quả nhiên là một tên khốn, không giữ nổi bình tĩnh, Đại Bạch liền sử dụng thân thể thép, kịch độc tiểu thích, lần này muốn quyết đầu với tên kia, cả hai cứ thế nảy ra cuộc xô sát lớn. Phía bên này vân khởi sau khi tu luyện liền chia tay với hai chị em kia sau đó cùng với phi lôi đi quét nhiệm vụ bên ngoài khu vực tu luyện cả hai chị em kia lại bị tên đại địch xô đẩy hắn đã phế rồi mà vẫn không chịu buông tha cho vân khởi nhưng ngay sau đó liền bị vân khởi nghe được lập tức thay đổi nét mặt mà quát lớn muốn đánh một trận với cậu trên võ đài nhưng đương nhiên không phải tên này đánh rồi hắn đã nhờ đường ngọ đến tần vân khởi thay mình rồi nhưng vân khởi nghe xong lại có chút hứng thú ok là người anh em đúng là thiếu gì cái đó sẽ đến ngay mà sau này hãy đi cùng cậu tu luyện luôn đi." Đột nhiên Vân Khởi cảm nhận được điều gì đó, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Phía bên này Đại Bạch sau một trận quyết đấu với tên gia hỏa kia, bản thân đã bị thương không ít, còn hắn lại mạnh đến không tưởng được. Nếu như để tên này vượt qua biên giới tuyệt đối sẽ là một tai họa, cho dù thế nào, cô nhất định phải xử lý được hắn. Cứ thế, Đại Bạch liền lao lên dùng tới võ kỹ của mình, chỉ với cường độ của thân xác thì hắn ngang sức với cô, cứ thế liền sử dụng kịch độc tiểu thích mà đối đầu với tên kia ngay khi tên kia lơ lửng trên không đại bạch tiếp tục nắm lấy cột đen trước mặt sau đó ném thẳng vào bụng tên kia chỉ có điều sau đòn tấn công ấy tên này vẫn không một chút xây sát miệng cười rất tươi vết thương trên bụng rất nhanh đã lành lại ngay sau đó tên này liền bắn ra pháo linh khí lập tức hạ gục đại bạch kia còn đang định sơ múi người đẹp trước mặt cánh tay tên này rất nhanh đã bị vân khởi nắm lấy nhanh như vậy đã đến rồi sao không để cho tên gia hỏa kia kịp phản ứng vân khởi tung ra đông phương thần quyền trực tiếp hất bay tên này đi đại bạch còn tưởng bản thân sẽ tiêu đời ai ngờ lại được thiếu niên kia cứu một mạng lẽ nào nào người này chính là người đã đánh bại hắc sơn đại vương như đại nại muội muội đã nói sao ngay lúc này tên gia hỏa kia thấy quyền này không giống với sức mạnh của nơi đây lập tức thắc mắc nhưng vân khởi chỉ lạnh lùng cậu là người đặc biệt sẽ xử lý bọn hắn còn với cấp bậc của tên gia hỏa này còn biết đến chuyện bộ đội độc lập sao ngay khi tên kia định úp sọt vân khởi dạy cho cậu một bài học cuộc sống nhưng thoát cái vân khởi đã xoay người lại liên tiếp quốc mạ thần quyền được tung ra nhưng tên kia vẫn cười tươi lắm không hề đau chút nào nếu đã như vậy văn khởi liền lấy dây leo mà quắn chặt lấy người tên kia keo hắn vút lên cao sau đó hình thành thêm một cái búa khổng lồ thị nhân vương đại xong đầu chùy chỉ với một chiêu này luồng gió mạnh cứ thế tỏa ra khắp nơi nhưng có gì đó sai sai tên kia không những không chết mà còn cười tươi hơn lúc nãy chỉ là loại võ kỹ và tu vi này đến ngay cả áo giáp linh khí của hắn cũng không phá được lấy gì mà đánh với hắn chứ quả nhiên văn khởi không đánh được nhưng mà làm cho hắn bị điện giật ở nơi này rất có khả năng sẽ hủy hoại cả thành phố mất hay là đánh bay hắn tới trong cái hố bị điện giật trước đó nhỉ nếu nói như vậy cậu vẫn chưa thử qua võ kỹ tổ hợp của tiểu thiệp điện này đột nhiên đại bạch liền đứng dậy hét lớn mãnh độc của cô tự nổ có thể hủy hoại tất cả sinh mạng ở gần nơi này cô sẽ liều mạng với tên kia vân khởi lập tức lùi ra phía sau chỉ có điều cậu vẫn chưa dùng đến chiêu kia mà tên gia hỏa kia nhìn thấy đại bạch liều mình như vậy cũng hoảng hốt vô cùng lớn tiếng bảo cô dừng lại còn đang cảm xúc định đi theo tỷ tỷ cái mỏ của đại bạch cứ thế bị vân khởi túm lại không cho nói nữa còn tưởng sau một hồi thuyết phục cô gái này sẽ bình tĩnh hơn nhưng ngay khi vân khởi đưa tay ra cô lại tiếp tục hét lên mạnh độc làm cho cậu không còn cách nào khác ngoài đánh ngất người này ngay sau đó tên gia hỏa kia từ từ đứng sau lưng vân khởi cười lên phớ lớ cậu vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội để giết hắn đó nhưng vân khởi lại lầm nhầm câu khiến cho tên kia không thể hiểu mẹ không cho cậu đánh con gái vừa nãy suýt nữa là ra tay rồi còn lần này Hắn chết chắc rồi. Nghe xong câu này tên gia hỏa kia lú toàn tập, mẹ không cho đánh con gái liên quan gì tới hắn chứ? Hắn còn chưa bao giờ gặp qua kiểu người kiêu ngạo thế này, cứ như thế, tên này lần nữa tung ra pháo linh khí, nhưng rất nhanh Vân Khởi đã chặn lại được, hôm nay cậu sẽ cho tên này thấy thế nào mới là kiêu ngạo. Ngay sau đó, một luồng khí sáng trực tiếp đưa tên kia vào trong hố điện, sau đó bỏ mặc lại nữ nhân kia đang bất tỉnh nhân sự mà đi tìm linh tộc kia trước. Phía bên này, tại văn quán phi lôi đang vô cùng khẩn trương điều trị cho đại bạch đang trọng thương nằm trên giường đây mà là một trong những đông phương thủ hộ thần đông phương đại bạch sao nhưng rất nhanh cậu trai này dừng lại đây không phải lúc để cà khịa nhìn trạng thái lúc này thật sự không ai dám chữa nữa căn bản cơ sở điều trị này không thể trị khỏi cho cô ta được vân khởi cũng không biết những võ kỹ điều trị này có thể hợp thành không đã thế nữ nhân cai còn đang ở trạng thái sắp chết nhưng đối với gia tộc thiên phú mà nói có lẽ có thể cứu được cứ thế vân khởi trực tiếp thể hiện khả năng nhị tinh má túy thuật, lão bạch can đảo lạc, nhị tinh trị liệu thuật, thánh quang đáng ghét để điều trị cho nữ nhân kia. Ngay sau đó, đại bạch đang bất tỉnh lập tức mở mắt to ra mà nôn liên tục. Phía bên ngoài, phi lôi đang liên lạc cho người thân nữ nhân kia mà thông báo thông tin, nhưng không một ai tin đại bạch của họ bị thương cả, ai mà tin được chứ. Đột nhiên, từ bên trong nhà, ánh sáng trói lóa bừng lên khiến cho phi lôi đứng hình, đây là hiệu quả của trị liệu thuật sao. Ngay khi chạy vào bên trong, đã thấy được đại bạch một bên cạnh tay đã mọc lại, cũng đã hoàn toàn tỉnh táo chỉ có điều lúc nãy cô đang chiến đấu với quái vật mà nhưng sao trước mặt lại có tới ba con chứ xem ra cô bị bắt rồi còn đang định lớn giọng không chịu khuất phục vân khởi trực tiếp tiến tới đánh ngất nữ nhân này khi cô định tự nổ một lần nữa này thì nổ này để đề phòng vân khởi liền bảo a bính trói người này lại chính vì thế đã có được cảnh sắc nóng bỏng trước mặt đây trình độ trói người cứ phải gọi là thượng con bà thừa luôn tại biên giới khu vực đông phương hố lôi kiếp bên trong liên tục phát ra tiếng nữ nhân ở bên trong một cô bé loli đang mải nướng thỏ ăn vẫn không quên cằn nhằn từ trước đến này vẫn do cô đánh người khác tại sao ở cái khu vực cấp thấp này lại có một tên biến thái mạnh như vậy dựa theo kế hoạch cô đã xưng bá ở khu vực này rồi vậy mà bây giờ lại ở đây nướng thỏ còn đang định ăn con thỏ ngon miệng trước mặt bất thình lình từ đâu rơi xuống một tên ra hỏa không mời mà tới ngay khi tên này kịp định thần lại đã thấy bản thân đang dẫm lên một con thỏ nướng cùng với đó là sự phẫn nộ của nữ nhân kia cô sẽ nướng chín tên này báo thủ cho thỏ nướng. Ngay sau đó bản thân liền gọi ra một tên biến thái chính là Hắc Sơn Đại Vương, sau đó ra lệnh cho hắn giết chết tên kia khiến cho tên này không khỏi phấn khích. Lúc này, ở con đường nhỏ giữa khu rừng nào đó, Vân Khởi đang tốc biến đi tới chỗ tên linh tộc kia đang ở, bọn họ có lẽ sẽ sớm xuất hiện thôi. Hơn nữa còn biết được chuyện của thời đại này và nhà của cậu nữa, quả nhiên không dễ xử lý rồi. Lúc này khi Lý Vân Khởi đang dùng thiểm điểm đánh vào trong cái hố lớn, một trận chiến đấu không thuộc về khu vực này đang tiến hành, Võ giả đến từ khu vực cấp cao, tô tiểu hảo đang ra lệnh cho hắc sơn đại vương dần thằng trả trước mặt ra bã. Cô bé loli này là loại võ giả hồn sư cực kỳ hiếm thấy trong võ giả, người bị bọn họ đánh bại sẽ bị bọn họ khắc lại trong trứng. Võ giả hồn đản là sản vật kết hợp ý thức với hồn sư, bọn nó chỉ bảo lưu ý thức cơ sở cực hiếm, còn lại toàn bộ đều nghe theo hồn sư hết. Tô tiểu hảo liền thở ra một hơi, muốn tên hắc sơn kia dùng một phần thực lực võ kỹ móng vuốt nhỏ yếu nhất của mình để úp sọt so tên kia đi nhưng đối diện với tên Hắc Sơn Đại Vương biến thái kia, tên linh tộc này hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Nhân loại ở cái thời đại này đã không biết trời cao đất dày là gì rồi sao, một phần thực lực võ kỹ yếu nhất sao, đúng là hài hước. Và đương nhiên, tên linh tộc này hoàn toàn tiếp đón, để hắn cho tên kia đánh một lát xem sao nhé. Tô Tiểu Hỏa lập tức bật cười, đúng vậy, chính là như vậy, kẻ địch lơ là cảnh giác, cũng là lúc tên Hắc Sơn kia lao lên, tử vong cuồng nhiệt. Nhưng tên linh tộc kia vẫn cười tươi lắm, hắn sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt của nhân lại và bọn hắn ngay lúc này tô tiểu hỏa liền hét lớn chính là bây giờ hắc sơn đại vương dùng hết sức đi ngay sau đó tên hắc sơn kia liền tiếp tung ra các chiêu thâm độc của mình hắc ám tử vong cùng nhiệt chảo hắc ám tử vong cùng nhiệt liên tục bắn ra lần này hắn sẽ chơi lớn đứng từ xa nhìn thấy tên kia vẫn đứng yên cho hắc sơn đại vương dần cho ra bã tô tiểu hỏa vô cùng hài lòng nếu nói đánh nhau phải đánh như vậy mới đúng hôm đó tiểu tử thiểm điệp chính là thắng cô như vậy đấy lần sau tiểu hỏa đây cũng đánh cậu lại y như vậy còn lúc này trong khi tên hắc sơn ra đòn vô cùng điệu nghệ lập tức pháo linh khí được bắn ra trước thái độ ngỡ ngàng của cô bé loli tên hắc sơn kia liền trực tiếp ngã xuống tình huống này đúng là ảo quá rồi hắc sơn đại vương của tiểu hỏa không nên ở đây bắt ai diệt ai sao sao lại chết rồi chứ xem ra cô chỉ đành cược một phán thôi tiện thể nhắc luôn giới hạn của võ kỹ hồn đản chính là tu vi của hồn sư vì vậy tu vi của tô tiểu hảo thấp nhất cũng là võ giả ngũ trùng cao cấp một cho nên hồn sư bình thường cũng mạnh hơn hồn đàn rất nhiều nhưng mà cũng tồn tại hồn đàn dựa dẫm quá mức kinh nghiệm chiến đấu của hồn sư là không ngay khi tiểu hỏa đấm xuống lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến còn tên kia vẫn không thay đổi nét mặt nhận thấy bản thân dây vào thứ dữ tiểu hỏa lập tức lùi về phía sau cô không phô trương thanh thế ngươi từ phía sau xử nó đi ngay lập tức tên linh tộc này liền quay đầu nhìn lại chỉ có điều không thấy bất kỳ ai cả ngay sau đó quay về phía trước đã thấy tô tiểu hỏa đang đứng cách xa mình đã thế còn lớn giọng nói bản thân sẽ phục thủ nhếch miệng cười lên một cái cho tươi tên linh tộc này phóng tới cái vụt rất nhanh đã đuổi kịp tới chỗ tô tiểu hỏa chạy khiến cô vô cùng bất ngờ sao hắn nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi chứ cứ như thế tiểu hỏa bị tên này đánh mạnh vào người sau đó văng ra phía sau vài mét tên linh tộc lúc này mới dừng lại chơi hắn ta hai lần cô nghĩ rằng có thể sống được sao đối diện với tên châu bò kia quả nhiên tiểu hỏa gặp phải thứ dữ rồi cô phải nhanh nghĩ ra ngay nhất định có cách lật ngược tình thế cô không thể chết thế này lập tức tiểu hỏa liền vừa úp vừa mở nói tên kia có quen người đó làm cho tên này tưởng bởi cười điên dại hắn ta còn muốn đi tìm cô hơn đây không ngờ bản thân lại tự mò tới đây nhưng đương nhiên lời này không hề dành cho tiểu hỏa mà là dành cho người phía sau cô vân khởi từ lúc nào đã có mặt tại nơi này khiến cho tên kia phấn khích tột độ ngay lúc này tiểu hỏa mới nhận ra tên kia đang không nói mình lập tức quay đầu nhìn lại ngay sau đó liền phát hiện ra là tên đã tẩn mình lúc trước không để vân khởi phải chờ lâu tên linh tộc kia lập tức lao tới phía trước chỉ có điều cậu lại thấy có gì đó sai sai trước khi tên linh tộc này chết vân khởi liệu có nên hỏi ra nguyên nhân không trực tiếp túm lấy tay đối phương vân khởi bóp mạnh sau đó liền vung nắm đấm lên va chạm mạnh khiến cho đất đã vỡ hết ra tô tiểu hỏa nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng chuồn khỏi nơi này cùng lúc đó tên linh tộc kia tiếp tục tung ra pháo linh khí vân khởi trước chiêu này liền nhắm mặt chịu trận tiểu hỏa nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng hốt tình huống gì đây chứ sao mới đến đã thảm hại nằm dưới đất rồi nhìn thấy vân khởi nằm trên đất tên linh tộc này thỏa mãn lắm mới có chút đó mà không chịu được rồi sao trước đây không phải vân khởi đã nói với hắn cậu rất mạnh sao nhưng lúc này vân khởi vẫn nằm yên trên đất nói bản thân sắp chết trước khi đăng xuất linh tộc kia có thể giải đáp một số thắc mắc được không thứ nhất sao hắn lại xuất hiện sớm như vậy hơn nữa còn biết chuyện của thời đại nhân loại này nữa xin hãy cho cậu một cách thanh thản đi núp sau tảng đá tô tiểu hỏa hớt từ đầu tới lúc hiện tại trong lòng liền cảm thấy có chút lạ, đây là bầu không khí mà người sắp chết nên có sao? Hay là cậu ta nhiều chuyện từ bé, còn lại có thể tiểu tử kia đang định lừa tên gia hỏa kia đó chứ? Tên linh tộc liền tiếp tới cười tươi, muốn biết sao? Vậy thì chết đi thì sẽ biết. Quả đúng như Vân khởi đoán, bản thân không có sở trường lừa bịp mà, vốn dĩ cậu không muốn làm thế với tên kia đâu, ngay lập tức đã khiến tên này lùi vội ra xa. Đây rốt cuộc là võ kỹ kỳ lạ gì nữa đây, nhưng sao sau khi chúng đòn này hắn đã bị đánh cho mơ hồ rồi? Lúc này nét mặt của tên linh tộc kia ửng đỏ bất thường, cứ như gặp được cờ rút vậy, thì ra đây là lão Bạch Can Đảo Lư, phát động thuốc tên nhị tinh khiến cho thần trí tên kia không ổn định. Nhìn lên Vân Khởi trước mặt, tên linh tộc kia không kiểm soát được mà nói bản thân sắp chết rồi, đột nhiên lại có hứng muốn nói rõ ràng cho Vân Khởi. Ngay khi tiểu hỏa sắp hóng được biến, dây leo của Vân Khởi từ lúc nào đã bò tới, trực tiếp dùng đá khiến cho cô ngất xỉu ngay lập tức. Còn lúc này, Tên linh tộc từ từ trả lời tất cả câu hỏi của Vân Khởi, muốn biết tại sao bọn hắn lại xuất hiện trước chứ gì, sức mạnh của phong ấn linh tộc bị yếu đi. Toàn diện bọn hắn quay về chỉ là vấn đề thời gian thôi, còn về việc xuất hiện trước, đương nhiên là có sự giúp đỡ của các người thôi. Quan trọng hơn là ở cái thời đại bây giờ, người có năng lực phong ấn linh tộc vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có duy nhất tam hoàng tử mới có tư cách vừa nãy đã bắt đầu hành động, mà bọn hắn đã nhắm vào ba người đó để đi săn, rất nhanh con người sẽ biến mất hoàn toàn. Vậy bọn chúng sẽ nhắm vào hoàng tử, nhưng dựa vào cái gì chứ tên linh tộc kia cười càng thêm điên dại dựa vào bọn họ muốn trùng tu để giành được phong ấn mà bọn hắn đã biết có hai người đã trùng tu rồi chỉ cần tìm được hai người đó thôi vân khởi lúc này tiếp tục sử dụng trị liệu nhị tinh thánh quang đáng ghét sau đó liền tiến với xoa đầu tên linh tộc kia em trai của ta ơi đừng có dịu dàng giống ta nhé hơi thở tên này càng thêm rồn rập hắn liền tránh ra phía sau mà cười lớn hắn hiểu rồi vân khởi chính là hoàng tử đó nhưng lời còn chưa nói hết vân khởi đã dùng nhị tinh tiểu thiểm điện mà đánh cho tên kia một phát nhưng tên kia vẫn sung lắm hắn căn bản không hề ngứa nói chi là đau nếu sự thật giống như tên này nói sức mạnh của lôi kiếp đã phân tán quá mức chỉ có lôi kiếp không thể đánh thắng hắn được nhưng tất cả chuyện này đều nằm trong dự đoán của lý vân khởi điều mà lý vân khởi không thể đoán được là chỉ có một điểm trong khi a bính đang chơi với trẻ con đột nhiên có một tên giống với linh tộc kia xuất hiện ở đây linh tộc xuất hiện ở khu vực này không chỉ có một phía bên này tên linh tộc kia liền thể hiện sức mạnh của bản thân lơ lửng trên không đúng như những gì hắn nói một phát lôi kiếp chỉ có thể đánh linh khí áo giáp cho dù linh khí của vân khởi bây giờ có bao nhiêu một lần tư vi của bây giờ có thể dùng lượng linh khí quá ít dùng quốc mạ một lần có thể đánh toàn lực dưới hai đông phương thần quyền vương đại trùy chỉ có thể đánh hai phát mà lôi kiếp chỉ đánh được một phát nhưng mà thế thì đã sao chứ vân khởi vẫn còn chưa làm chết tên này tên linh tộc nghe tới đây càng thêm điên cuồng hắn tự tin rằng vân khởi không thể làm cho hắn bị thương đâu võ giả bình thường lấy cái gì mà đấu với linh tộc nhưng ngay sau đó nụ cười tên này liền tắt khi chúng chiêu bám giết của vân khởi mặc dù bản thân cậu không nói những lời không thích hợp nhưng mà cậu không phải là võ giả bình thường tiếp đến vân khởi sử dụng lôi kiếp trực tiếp bắn ra trước thái độ bất cần của linh tộc kia nhưng rất nhanh hắn liền tắt rúm nụ cười vân khởi lại tiếp tục hồi phục linh khí liên tiếp bắn ra lôi kiếp và đòn kết liễu đây lôi kiếp ngũ liên thiên được bắn ra nhưng linh tộc kia chỉ hét lên một tiếng sau đó liền nở nụ cười gà truyền lệnh của linh tộc chỉ cần một ngày là có thể bay đến khu vực linh tộc gần đây nhưng khi tung con chicken này lên lập tức nó liền bị một lôi đánh rơi xuống hẹo ngay tại chỗ vân khởi lúc này cũng không kiên nhẫn nữa cậu không muốn dùng cái chiêu này đâu cứ thế tất cả đám chim mà tên này có đều chưa kịp bay đi đã chết hết rồi không còn cách nào khác tên linh tộc chính là lúc gà vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất bản thân hắn không có bất cứ do dự gì mà bóp nát trái tim của mình sau khi hắn chết cả khu vực sẽ bị ấn ký của linh tộc bao lấy linh tộc mạnh nhất sẽ quay về ở trước mặt vân khởi linh tộc chết đi như một chuyện nực cười nhưng mặt khác linh tộc ở trước mặt võ giả bình thường linh tộc thực lực đại diện cho tai họa tuyệt đối cả phi lôi và a bính tất cả đều bị thương khi đối diện với thứ trước mặt lúc này vân khởi cũng nhận ra không dễ xử lý rồi cùng lúc đó tiểu hỏa đầu tóc máu me cũng đã tỉnh lại linh tộc kia nhất định phải chết cứ thế vân khởi liền đánh thánh quang uống ngay khi ấn ký tên này sắp hoàn thành Vân Khởi liền nắm lấy tay hắn, pháp khí trên tay hắn cứ thế phát ra lời nguyền. Vân Khởi vừa cầm điện thoại vừa lầm nhầm chuyện gì, đây là muốn dựa vào ngân sướng để tẩy não hắn sao, âm nhạc đó không hề có tác dụng. Vân Khởi không khỏi mỉa mai, bài hát này mà cũng không biết, linh tộc bọn hắn không lên mạng nhiều à, thảo nào vẫn cổ thủ thế, mà cũng đúng, nơi phong ấn làm gì có wifi đâu. Ngay lúc này, khi điện thoại đếm đến 4 giờ, Vân Khởi liền dùng sức đấm mạnh tên này xuống, cũng mong kiếp sau hắn làm con người, đừng làm con quỷ nữa tiếng nhạc cứ vang lên vân khởi lại giành được pháo linh lực về cho bản thân ngay sau đó liền đưa điện thoại ra trước mặt tiểu hỏa sau đó đề nghị bé thỏ lô ly đi theo mình về nhà trong khi tiểu hỏa còn đang không hiểu chuyện gì vân khởi liền ngã xuống cậu muốn cô đưa mình về nhà thôi để báo ơn vân khởi cứu mình tiểu hỏa liền gọi ra hắc sơn khiêng tiểu tử này về nhà cùng lúc đó bên phía phi lôi cậu đã trúng một chiêu từ đuôi của linh tộc này khuỵu xuống nhưng vẫn không chịu khuất phục ngay khi linh tộc này đang mải mê cãi nhau với một đứa trẻ con bỗng nhiên từ đâu một ông chú lao tới kim cương sơn bảo trọng quyền mà đánh xuống nhưng linh tộc này rất nhanh đã tránh được ngay sau đó một tên khác từ đâu tiến tới định tấn công tên này chỉ có điều hắn một đòn đã hạ được người kia không thể đưa mắt nhìn đồng đội bị đánh ông chú này liền lao tới định đấm cho linh tộc này một phát vỡ mồm nhưng lại để cho hắn đấm bay đi xa tít người kia lúc này đã bị thương quá nặng chỉ muốn nhờ sơn sứ trưởng đưa tên khốn kia xuống gặp mình dưới hoàng tuyền cứ thế Sơn Sứ Trưởng cùng với người nhà của mình đã có mặt ở đây bao vây tên linh tộc kia, dù có chết cũng phải giết cái quần què này. Cứ thế 500 anh em của Sơn Sứ Trưởng liền xông lên, quyết tâm cho tên linh tộc kia một trận. Phía bên này, tiểu hỏa để cho Hắc Sơn kéo kiệu nhọc phờ dâu chê, vẫn bình thản trên kiệu suy nghĩ. Đột nhiên, cả hai người liền khựng lại khi nhìn thấy tên linh tộc kia mình mẩy máu me. Còn tưởng bản thân sắp toi đời khi gặp thêm một tên nữa, bất thình lình, Sơn Sứ Trưởng liền lao tới một nhát đấm chết tên này, ra đòn không nương tay ngay khi tiểu hỏa kịp phản ứng người bên cạnh cũng không thấy đâu nữa phía bên này vân khởi liền nhìn thấy phi lôi và a bính đang nằm bất động trên đất đã thế liên tục xin lỗi rất nhanh sau đó vân khởi liền trị thương cho hai người này rất nhanh cả hai đã thoát chết trong gang tấc lúc này sơn sứ trưởng liền tiến tới muốn nhờ vân khởi trị thương cho anh em của mình điều kiện gì ông cũng đồng ý nhưng người kia đã hoàn toàn không thể cứu được nữa đến cả sơn sứ trưởng cũng biết điều này chỉ là điều muốn thử lần cuối thôi Vân Khởi nhìn người kia đau khổ như vậy liền đề nghị chữa trị tay cho ông ta. Đối diện với Vân sứ trưởng, Vân Khởi liền nói cho người kia biết sau một tháng nữa sẽ có nhiều thứ đến đây hơn, khiến cho Sơn sứ trưởng nghi ngờ. Nhưng Vân Khởi không thể giải thích thêm, chỉ mong ông chú có thể tin cậu. Đột nhiên Đại Nại liền xuất hiện, dõng dạc tuyên bố bản thân tin tưởng Vân Khởi, cho dù cậu là ai có lẽ đều không phải kẻ địch. Thấy Đông Phương Đại Nại đã nói vậy, Sơn sứ trưởng cũng đặt niềm tin vào cậu. Cậu muốn bọn họ làm gì? Vân Khởi cần bốn nhóm mỗi một nhóm phải có thực lực đánh thắng linh tộc, bởi linh tộc sẽ quay lại lần nữa, bọn họ chỉ còn 30 ngày thôi. Lúc này, trong khi tiểu hỏa nướng gà, Đông Phương đại nại đỡ lấy tỷ tỷ bị thương hỏi han ân cần, Vân Khởi vẫn đang trò chuyện với sơn sứ trưởng kia. Ông chú này muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Khởi không thể giải thích được, những người bảo vệ ở đây tốt hơn hết là tin tưởng vào cậu mà thôi. Sơn sứ trưởng nhìn về thiếu niên trước mặt vẫn khó tin vô cùng, một mình cậu ta mà có thể xử lý được linh tộc sao, nhưng đại nại không có lý do gì để nói dối ông cả không suy nghĩ thêm nữa ông chú này liền đặt niềm tin vào vân khởi bây giờ ông sẽ về tìm người nhưng còn chưa kịp đi đã bị vân khởi ngăn lại đây không phải là dựa vào nhiều người mà có thể đánh thắng được chỉ cần mấy người bọn họ lúc này là quá đủ rồi hai chị em đại nại vừa nghe tới đây có chút khó hiểu hai người bọn họ cộng thêm sơn sở trưởng đối phó với bốn tên linh tộc có thực lực liệu có thể không vân khởi tới đây liền xua tay tất cả những người khác ngoại trừ cậu bọn họ đối phó với bốn tên linh tộc cậu còn chuẩn bị chút nữa ngày mai sẽ quyết định phương án cụ thể lúc này bên trong nhà vân khởi liền rút ra ba mẩu giấy chính là mắt kính nhìn lén có thể thấy võ giả đại khái tu vi và đẳng cấp cứ thế vân khởi liên tục hợp thành cho bản thân mắt đại minh bạch nhìn thấy được thân phận tư chất ưu thế nhược điểm của võ giả như vậy là có cách để bọn họ đánh lại linh tộc bình thường rồi lúc này khi vân khởi quay lại lập tức nhìn thấy phi lôi toàn thân ủ rũ cậu ta đang nghĩ chuyện này bản thân và A Bính có thể tham gia không, đến cả sơn sở trưởng cũng không đánh lại, cậu và Bính tử làm được gì chứ? Đã thế bọn chúng ít nhất đều là võ giả ngũ trùng, tu vi của Phi Lôi căn bản không giúp gì được hết. Vân Khởi thấy vậy liền tới bên cạnh cậu trai kia, nếu như vậy thì đơn giản quá, bọn họ chỉ cần tăng tu vi lên là được mà. Lúc này, Vân Khởi liền cùng hai người đi về nhà, bây giờ có thể nhìn thấy điểm của võ giả là gì rồi, nhưng cụ thể là như thế nào thì cậu cũng chỉ nhìn thấy trong sách. Ngay sau đó Vân Khởi liền thực hành nhìn thấu phi lôi, ngay lập tức toàn thân thể trần trụi của cậu ta hiện ra trước mặt Vân Khởi võ giả nhất trùng đỉnh phong, tư chất a ưu thế, sở hữu võ kỹ nổ tung hiếm gặp, thể lực tốt, nhược điểm là hấp thu linh khí với tốc độ quá chậm dẫn đến tu vi rất khó thăng cấp từ đó không phát huy được uy lực nổ tung. Vân Khởi nhìn thấy cảnh sắc trước mặt có chút bấn loạn, may mà có a bính che cái đó lại không thì nơi thầm kín lại bị cậu nhìn thấy đầu tiên mất. Lúc này Vân Khởi liền phổ biến kế hoạch lát nữa mọi người phối hợp một số động tác mà cậu đã để đây ngoại trừ tin tưởng cậu thì không còn cách nào khác đâu sơn sở trưởng lúc này liền tự tin chuẩn bị sẵn sàng nhưng đại nại lại sung phong lên trước ôm lấy a bính vào trong vân khởi mới bắt đầu quét lên người cô ánh nhìn võ giả ngũ trùng trung cấp tư chất b ưu thế thể chất vú em tiên thiên hồi phục rất lớn nhược điểm tính cách mạnh mẽ gây ra từ trước đến nay chưa có ai hợp tác không biết ưu thế của bản thân là gì người tiếp theo là đại bạch võ giả ngũ trùng trung cấp tư chất b cộng ưu thế người sở hữu võ kỹ mãnh độc có thể giết gọn hạ vị làm tiêu hao chết thượng vị nhược điểm từng bị đồng đội lừa dối rất khó tín nhiệm đồng bọn nhưng ngay khi đưa a bính tới chỗ tiểu hỏa vân khởi vừa sử dụng mắt đại minh bạch cô gái này liền tránh không cho a bính ôm lấy cứ thế lộ lộ hết trước mặt vân khởi khiến cậu đứng ngu người luôn cuối cùng a bính phải đứng trước chắn cho vân khởi cậu mới có thể tập trung được tô tiểu hỏa võ giả lục trùng trung cấp tư chất s ưu thế ngoài sở hữu hồn đàn hắc sơn đại vương còn sở hữu một viên hồn đản chống không nhiều điểm là tố chất cơ thể ở dưới gây ra thời gian sử dụng hồn đản không đủ không thể sử dụng đồng thời hồn đản còn về a bính ưu thế trưởng thành không giống với con người có thể tiến hóa nhiều điểm là iq tư chất c cộng còn lại là sơn đại bào tư bất b cộng ưu thế tố chất cơ thể rèn luyện trong thời gian dài nhiều điểm chỉ có phát huy thực lực võ kỹ của học viện sau khi kết thúc quá trình kiểm tra vân khởi đỏ mặt cậu sẽ chịu trách nhiệm với mọi người khiến ai cũng khó hiểu bị phi lôi tò mò hỏi Vân Khởi ngượng quá nói liều, bảo bản thân sẽ chịu trách nhiệm cho mấy người đánh bại linh tộc, hai ngày này sẽ tìm riêng từng người, bắt đầu từ ông chú này đi. Sáng sớm, di chỉ của Hố Lôi Kiếp, Vân Khởi đã đứng ở đây từ chiều, chờ đợi Sơn Đại Bảo đến. Ngay khi phóng con chiến mã của mình tới nơi này, Sơn Đại Bảo rất nhanh đã nhảy xuống bên dưới hổ, ở hố sâu trên biên giới, quả thật rất thích hợp để làm một vài chuyện bí mật đó. Lời này tưởng như trêu đùa, thế mà Sơn Đại Bảo bất ngờ khi thấy Vân Khởi đột nhiên cởi áo ra, đời trai của ông phải làm sao? Chẳng lẽ Vân Khởi muốn cùng ông song tu ư, nhưng điều này hoàn toàn không thể, nhưng vì để xử lý linh tộc, Sơn Đại Bảo có làm gì cũng được. Lúc này, hiện lên trên lưng Vân Khởi một dòng chữ, liền nhắc nhở Sơn Đại Bảo mau chóng học cái này. Cứ thế, việc luyện tập của Sơn Đại Bảo bắt đầu, tuy đang luyện tập cái thứ trên lưng Vân Khởi, nhưng trong lòng ông vẫn có chút khó hiểu. Đây không phải là võ kỹ của học viện để lừa tân sinh sao? Sơn Đại Bảo đã chắc chắn tiểu tử kia không phải là tên lừa bịp rồi, nhưng sao có thể có tác dụng chứ? Nhưng rất nhanh sau đó, sơn đại Bảo lập tức và miệng mình cảm giác này là linh khí toàn thân đều đang hội thụ ở nắm đấm đây là bộ cứng mà ông chưa bao giờ thử qua cảm giác này đúng là đỉnh của chóp cảm nhận được tinh hoa đất trời quần áo cứ thế bay theo làn gió đúng là rất đã mà một lần nữa vân khởi lại nhìn thấy thứ không đáng nhìn đúng là tạo nghiệp quá đi sau đó liền bỏ chạy khi sơn đại bảo đuổi theo mình lúc này phía bên trên hố sơn đại bảo cười không khép mồm lại được lần này thật sự có thể dùng một quyền đánh chết linh tộc rồi Bây giờ Sơn Đại Bảo mới nhớ ra, Vân Khởi tiểu hữu đây là người được Vương Thành phái đến sao? Khi thấy Vân Khởi có chút ngơ ra, Sơn Đại Bảo tiếp tục nhấp môi cốc bia của mình, dị thường mà linh tộc đem đến vừa mới xuất hiện, Vân Khởi đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Từ khi nghe nói cậu vượt cấp đánh bại Hắc Sơn Đại Vương, thì ông đã chắc chắn, cậu chính là người của bộ đội độc lập Vương Thành rồi. Nhưng đương nhiên, Sơn Đại Bảo đây sẽ không bao giờ nói ra bí mật này, chỉ là muốn đa tạ người huynh đệ kia đã giúp đỡ. Vân Khởi lúc này liền nhảy xuống khỏi xe để Sơn Đại Bảo ở lại đây một mình tu luyện, mỗi ngày cậu sẽ qua đây chị thương cho. Quay trở lại bên phía hai chị em đông phương này, Vân Khởi bình tĩnh ngồi trên giường tạo dáng. Thấy hai người kia lo sợ bản thân không thể đột phá, Vân Khởi lập tức đề nghị cả ba bọn họ luyện tập cùng nhau, như vậy là có thể đột phá rồi. Nghe thấy lời này, trong lòng Đại Bạch còn có chút bài xích, nghi ngờ mục đích của Vân Khởi, nhưng còn vì cái gì chứ, Thời xăm, à không, là tam tu đó. Đại nại nghe tới tam tu lập tức đỏ bừng cả mặt, khung cảnh xấu hổ cứ thế hiện ra trong đầu, lẽ nào là tam tu trong phim điện ảnh tu tiên sao? Nhưng Đại Bạch lại không đồng ý với đề nghị này, bọn cô làm sao có thể làm chuyện bỉ ổi đó với tiểu tử thối này chứ? Nhưng Đại Nại vậy mà gọi chị gái lại, nét mặt có hơi đỏ, cô thấy vẫn nên lấy đại cục làm trọng, vì để chiến thắng linh tộc, hy sinh một chút đi. Ngay khi chị gái vừa đồng ý, Đại Nại đã hùng hổ, đã nói là tam tu thì tam tu, tu luôn bây giờ cũng được khiến cho Đại Bạch xịt keo cứng hắc, Nhưng rất nhanh, vân khởi liền chấp nhận lời đề nghị này tỏa ra linh khí cho hai người kia sau đó đã kết thúc quá trình làm nóng cơ thể khiến cho đại bạch không hiểu vậy đã kết thúc rồi sao không phải trong phim nói khác à nhưng theo vân khởi bước thứ hai cậu sẽ đem linh khí chuyển vào trong cơ thể của hai cô gái này lát nữa đột phá có thể sẽ bị thương đến linh đạo cho nên trước tiên cậu phải đem linh thông của bọn họ dùng linh khí để cố định lại vừa nghe lời này đại nại đã lập tức cởi hết đồ trên người đã thế còn làm ra cái nét ngại ngùng nói vân khởi mau chóng làm đi nhìn hành động của nữ nhân kia tên ngốc vân khởi lại ngơ ra sau đó liền phủ nhận ý này những lý luận đó chỉ là cái cớ thôi thật ra rất nhiều chuyện tu luyện không cần chủ động cởi đồ như vậy đâu khiến cho đại nại quê mà không nói lúc này vân khởi liền tập trung linh khí ở tay trực tiếp ấn vào lưng đại nại mà truyền vào chỉ có điều biểu hiện người kia hơi lố rồi diễn sâu quá đó cái này làm gì đau chứ sau một hồi hì hục linh khí đạo trong người đại nại liền tăng lên rất nhanh đã kết thúc khiến cô không thỏa mãn còn chưa chuẩn bị gì đã xong rồi sao nhưng không để tâm đến sự thất vọng của người kia, Vân Khởi tiếp tục với Đại Bạch. Sau một lúc, những việc cần làm đều đã xong, Vân Khởi cũng không còn lý do gì ở lại khiến cho hai chị em phụng phịu. Nãy còn hứng thú sao giờ lạnh nhạt thế, đã thế đại nại còn nói tam tu trong phim kích thích hơn nhiều. Tiếp sau đó, Vân Khởi liền tỏa ra một luồng linh khí rồi rào làm cho hai người kia bất ngờ không kịp phản ứng, toàn thân liền có cảm giác vô cùng chân thực. Ngay giây phút sắp đột phá, cũng như lần thứ nhất với Sơn Đại Bảo, cả hai chị em này tiếp tục quần áo bay hết, nhưng quả nhiên đã đột phá lên võ giả ngũ trùng cao cấp rồi còn tưởng tiểu tử kia cố tình làm vậy vì mục đích dơ bẩn nhưng vân khởi lại khiến cho hai người kia thất vọng rồi trực nam cứ thế lấy chân đắp lên cho hai cô gái sau đó đi ra bên ngoài đợi hai tiếng sau tại khu vực biên giới đại bạch cùng em gái đi ra rất nhanh đã hành lễ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu cho dù bây giờ có bất cứ yêu cầu nào cô đều sẽ làm hết vân khởi dường như chỉ chờ câu nói này tín nhiệm sẽ khiến cho giá thành của câu thông bị thấp xuống tự nổ đi lời vừa dứt Đại Bạch tiếp tục đứng hình, đây là bắt cô tự nổ tung sao. Còn tưởng Vân Khởi nói chơi, nhưng thái độ vô cùng nghiêm túc, phải chắc chắn uy lực nổ của Đại Bạch có thể xử lý được linh tộc chứ, nhưng yên tâm cậu sẽ ném cô lại trước khi cô chết. Tuy không hiểu được ý đồ của người kia, nhưng Đại Bạch đã hứa rồi thì phải nghe theo thôi. Khi cả hai người kia tránh ra đủ xa, Đại Bạch bắt đầu quá trình tự nổ của mình. Mãng độc tự bộc liền phát ra, khí tức khổng lồ tỏa ra khắp không gian, đến cả Vân Khởi khi chạm vào cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, như vậy có thể xử lý được linh tộc rồi. Trong khi hai người kia đang cảm thán uy lực của chiêu này, đại bạch bên trong đã cảm nhận được cảm giác của người sắp chết rồi. Mắt của cô đang chảy máu rồi đó, hai người kia có tới giúp không thì nói một lời. Bất lực nhìn hai người kia đang vui sướng với sức mạnh này, đại bạch bên trong đã học máu sắp chết tới nơi. Đờ mơ chứ, đây là thời gian để buôn dưa sao, tên nhãi danh kia chẳng lẽ quên cô rồi đấy chứ. Lúc này Vân Khởi cũng cảm nhận đại bạch sắp không ổn rồi, theo kế hoạch đại nại sẽ tiến lên. Ngay sau đó, đại nại liền thoát y đứng trước mặt vân khởi theo kế hoạch cô và chị cô phải tự lực đối đầu với linh tộc cô nhất định sẽ làm được lúc này đại bạch trông thấy em gái tiến đến vô cùng bất ngờ nhưng đùa cái gì vậy lượng sữa của đại nại chỉ có thể giúp được một người thôi người làm chị sao có thể để em mình hy sinh chứ cứ thế đại bạch liền chạy đi khiến cho đại nại có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cô đã bị vân khởi khống chế đứng lại ngay sau đó là đại nại đang xông tới cứ thế úp mặt cô vào tâm hồn của mình sóng trị liệu bắt đầu chữa trị một lần nữa cả hai chị em đã thành công sống sót, chỉ có điều quần áo là bay đi như chim. Cũng may Vân Khởi đã chuẩn bị trước cho tình tiết này, liền chùm chăn lên hai người họ. Đại Bạch lúc này liền ngồi dậy, Vân Khởi từ khi bắt đầu đã dự định để đại nại giúp cô, vậy sao lại không nói ngay từ đầu chứ? Nhưng Vân Khởi biết, nếu như vậy, Đại Bạch chắc chắn không chịu tự bộc, cô không muốn người khác rơi vào nguy hiểm, thật ra chỉ là không tin tưởng vào người khác thôi. Ngay khi Vân Khởi định quay người rời đi, Đại Bạch liền gọi cậu lại, không quan tâm mảnh chăn trên người đang ở chỗ nào, trực tiếp đưa hai tay lên hành lễ đa tạ Vân Khởi. Mỹ cảnh hiện ra trước mặt, Vân Khởi trực tiếp chảy máu mũi, nhưng rất nhanh liền quay đầu lại. Võ giả bình thường sao có thể như vậy chứ, đột phá hoặc là cởi quần áo thì nổ tung rồi. Người tiếp theo chính là Phi Lôi tại khu vực tu luyện cao cấp, cậu ta đã chuẩn bị bảo bối của mình tới đây để luyện tập rồi. Nhưng theo Vân Khởi thì cậu ta không cần tập cơ bắp nữa, thân thể này đủ rắn chắc rồi, bây giờ chỉ cần nâng cao tu vi thôi. Vừa nghe như vậy, Phi Lôi vô cùng hào hứng, muốn bắt luôn bây giờ ngồi trên giường vân khởi vô cùng thản nhiên cởi hết quần áo rồi lên giường bọn họ bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chơi lời này vừa cất ra đã khiến cho phi lôi một tay đánh rơi cái tạ ngơ người còn a bính bên cạnh rất sẵn lòng cậu ta không mặc quần áo thì trực tiếp đến luôn đi phi lôi mặt mũi đỏ bừng trước đề nghị này tại sao cậu ta phải cởi đồ chứ vân khởi liền tới tới đặt tay vào giữa hai chân người kia đương nhiên là để tu luyện chứ còn gì nữa lát nữa cậu sẽ nổ rất nghiêm trọng cởi đồ để tiết kiệm còn gì nhưng lời càng nói càng ám muội đường đường là thẳng nam sao có thể như vậy chứ phi lôi vẫn nài nỉ cho được mặc quần áo nhưng vân khởi vô cùng kiên quyết cậu không nói là nôn ông chính là nổ trên mặt chữ vẫn là cởi ra đi không gian đã ám muội công thêm a bính đột nhiên bơm vào đại ca trong tủ có bóng chúng ta chơi bóng đi khiến cho phi lôi không thể trong sáng được nhưng lần này phi lôi vô cùng kiên quyết cho dù có nổ chết cậu ta cũng không cởi vân khởi cũng không ép buộc nữa cả hai cứ thế tiến vào công cuộc tu luyện còn đang phấn khởi cười tươi ngay sau đó quần áo trên người phi lôi trực tiếp cháy sạch, mẹ nó, quần áo thật sự nổ rồi. Ngay sau đó, Vân Khởi liền truyền linh khí của mình vào người phi lôi, cậu cưỡng chế linh khí truyền vào người hắn để hấp thụ linh khí, trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá. Nhưng có vẻ linh khí hơi nhiều, phi lôi cứ thế hộc máu ra, lúc này còn cứng mồm nói bản thân không sao, giờ thì kêu đau liên hồi, lần sau chửa không dám nói phép nữa. Sau 10 phút hoạt động không ngừng nghỉ, phi lôi vừa khóc vừa lấy chăn che thân, làm ra cái bộ dạng như vừa bị bắt nạt trong ngoặc kép, cứ thế tổn thương bỏ chạy ngay lập tức nhưng vân khởi không chịu tha cho mỹ nam yếu đuối kia liền sai a bính trói tên kia lên giường tiếp tục cho cậu cứ thế cả người phi lôi liền bị trói chặt toàn thân nằm sấp xuống sau một hồi miên man cuối cùng phi lôi cũng lên được võ giả nhị trọng cao cấp nhưng vẻ mặt này là sao chứ cứ như bị cướp đi đời trai không bằng người khác khi đột phá thì vui chết còn đây lại như chịu sỉ nhục vậy lúc này đến lượt a bính phi lôi lập tức bật dậy thời cơ trả thù a bính thối kia đến rồi còn đang mong chờ A Bính ăn viên thuốc mà tên đó ngâm chân, nhưng ngoài mong đợi, A Bính thực sự thích mùi vị thối chân này, bản thân vậy mà lại thăng cấp lên võ giả nhất trọng đỉnh phòng trong nháy mắt. Nghe thấy Vân Khởi nói thuốc này ăn nhiều có tác dụng phụ là đau bụng, Phi Lôi tiếp tục thể hiện trình độ đa cấp của mình mà thuyết phục A Bính ăn thêm. Ngay sau đó, cả người A Bính liền phát sáng, từ từ bay lên trên không. Còn tưởng sẽ có một vụ nổ bùng cháy, nhưng ngoài mong đợi, A Bính đột nhiên có mặt người, cái nơi đó cũng mọc ra. Đúng là tiên liệu như thần Vân Khởi để không phải nhìn thấy thứ trước mặt đã trang bị cho mình kính đen, chỉ có Phi Lôi ngây thơ, mọi thứ đều đập vào mắt, không biết sau có rửa sạch không. Lúc này, A Bính thực sự đã tiến hóa thành võ giả tam trọng đỉnh phong rồi, còn Phi Lôi mù mắt từ lúc nào không hay. Vân Khởi lúc này liền phân phó cho A Bính, tu vi của cậu ta là giả, trạng thái tiến hóa chỉ có thể duy trì một canh giờ. Ngày tháng sau này phải đi vào rừng đi dạo, gửi định vị của tất cả đại thụ yêu ở đó cho Vân Khởi. Không chấp nhận được cảnh trước mặt, Phi Lôi lủi thủi đi lên giường tiếp tục nằm chiều nào cũng phải tới đây đợi vân khởi để đột phá tu vi cứ thế chảy ra giọt nước mắt cho sự bất công tại tiểu thụ lâm vân khởi liền đi đến chỗ tiểu hỏa đang nằm phè phớn hưởng thụ muốn cô nghe lời tiêu diệt linh tộc thì vân khởi giúp mình thu một linh tộc cao cấp làm hồn đản nếu không cô sẽ thu vân khởi đấy tiểu hỏa vừa đọc kế hoạch luyện tập của vân khởi thì không hài lòng chạy hai nghìn mét đứng lên ngồi xuống sáu mươi cái nhấc nặng 10 lần nhảy dây tám mươi lần đây là cái gì chứ cô là hồn sư võ giả lục trọng đây là đang xem thường sao Vân Khởi cũng không muốn nhiều lời, vừa đưa cho Tô Tiểu Hỏa cầm tạ cô lập tức ngã xuống, đã thế còn không dậy nổi. Còn đang định tính sổ với Vân Khởi, Tiểu Hỏa đã bị cậu bắt nằm xuống. Ngay lúc này, hơi thở cô thỏ kia trở nên dồn dập, không biết Vân Khởi làm gì ở dưới mà khiến cho Tiểu Hỏa kêu la như vậy. Chỉ mới luyện tập một tí mà đã không chịu được, thân thể này vậy mà suy thoái quá đấy. Thẹn quá hóa giận, Tiểu Hỏa không làm nữa, muốn dẫn Hắc Sơn đi, nhưng rất nhanh đã bị lời mỉa mai của Vân Khởi làm cho tức điên có hai chuyện chắc chắn xảy ra một vân khởi nói tiểu hỏa thu phục hắc sơn trở thành anh hùng nơi này hai cậu nói cô chính là hắc sơn kích đại tông mấy vị kia đều là đồng bạn chính nghĩa bọn họ có lẽ sẽ đánh chết cô đó không chịu được mấy lời này tiểu hỏa còn định cho hắc sơn đánh vân khởi một trận nhưng kết cục lại bị cậu xúc cho bay lên trời thấy bản thân không còn cách nào khác tiểu hỏa đành ngoan ngoãn mà nâng tạ chạy qua chạy lại còn gập bụng các kiểu tập luyện một hồi cũng đã hết một buổi lúc này cả hai vừa nướng thỏ chuẩn bị bữa tối mà tiểu hỏa hiện tại một chút sức lực cũng không còn nhưng vân khởi không khỏi cảm thán tiểu hỏa đã có tiến bộ khiến cho cô không tin được thẩm làm sao được lời này bây giờ đi đường cũng không đi nổi nói gì đến tiến bộ nhưng hắc sơn lúc này lại hoàn toàn khác cơ bắp cuồn cuộn cường tráng lên rất nhiều khiến cho tiểu hỏa vô cùng sung sướng chắc bây giờ không phải tập luyện nữa cô là thiên tài mà nhưng mấy lời này liền bị vân khởi dập tắt tác dụng phụ của nhanh chóng nâng cao thực lực khẳng định rất lớn nhưng bọn họ bắt buộc phải trên 99% đơn đấu thắng linh tộc mới được cách ngày linh tộc quay lại lần nữa, còn 28 ngày, phía bên này một đám nào đó đang thảo luận vô cùng sôi nổi. Tên tự xưng vương kia vô cùng tự tin, hắn sẽ khiến tất cả mọi người cùng đi nhân loại thế giới. Vung tay tẩn mấy đứa dám nghi ngờ, tên này không cho phép bọn chúng hỗn láo, chỉ cần phục tùng, ở đây chờ lệnh của hắn là được. Cách mỗi trăm năm, theo phong ấn của linh tộc yếu đi, tai nhận linh tộc sẽ tái hiện nhân gian, vì khiến người nơi này trở thành trợ lực, bắt buộc trong 30 ngày phải khiến họ thay ra đổi thịt. Ngày ngày trôi qua, cách ngày linh tộc quay về còn 25 ngày, cũng cũng đã tới ngày cách thời gian linh tộc quay về. Ngồi trên đất hấp thụ linh khí, lần này linh tộc quay về, cái giá phải bỏ ra để có thể phong ấn chúng lại. Vân Khởi chỉ có một cơ hội, mẹ và ca ca cậu tuyệt đối không chết, cậu nhất định hoàn toàn giải quyết chúng. Lúc này bên ngoài không gian, đám linh tộc đã đứng cả một bầy chuẩn bị theo vương lệnh mà phóng xuống. Ngay lúc này, tên đầu đàn dứt khoát ra lệnh tiến vào cửa không gian, tàn sát nhân tộc. Quả đúng như dự đoán của Vân Khởi, cậu đã chờ đợi đến giây phút này, ngay khi tên linh tộc kia xuất hiện người hắn đón tiếp đầu tiên chính là cậu ngay khi mới đặt chân lên trái đất vân khởi đã dứt khoát ra tay tung đòn cổn cầu pháo với tên linh tộc kia liên tiếp tung ra không để cho tên này tiếp đất khiến cho hắn vô cùng hoang mang không hiểu đây rốt cuộc là võ kỹ gì vô luận rơi đến đâu người mà hắn nhìn thấy đều khó tránh khỏi cái chết phía bên này khi một tên linh tộc khác lao tới bên chiếc xe lớn tiểu hỏa cùng hắc sơn từ lúc nào đã xuất hiện chuẩn bị xúc tung mỏ tên kia đi lúc này tên linh tộc vương kia liền nghe thấy thuộc hạ bẩm báo ba người trước đều không có ở đây bọn chúng nhất định đã bắt đầu tàn sát rồi các bên cứ thế theo kế hoạch của vân khởi mà tiếp đón đám linh tộc kia một cách nồng nhiệt nhất đến cả linh tộc bên phía cậu cũng đang bị vân khởi tung đòn cho không ngước mặt lên được dù chúng có tàn khốc tới cỡ nào vân khởi cũng không lo lắng đồng đội của cậu đều rất mạnh bọn chúng không sống được lâu đâu bên phía phi lôi đối diện với một tên linh tộc cậu chưa bao giờ tự tin đến thế cũng chính vì vậy mà bị tên linh tộc kia cười ẻ vào mặt chớp lấy thời cơ đối phương đang mất cảnh giác phi lôi trực tiếp lao tới một đấm thẳng vào mắt tên kia chỉ với một chiêu tập kích thích nhãn quyền cũng đủ khiến cho linh tộc này choáng váng vội vàng ôm lấy mắt của mình kêu rên đau đớn tên linh tộc kia cảm thấy bản thân bị sỉ nhục thì tức lắm dám chơi hắn như thế lập tức tung đòn phản kích nhưng phi lôi hiện tại đã ở trên một cương vị mới đám linh tộc này phải nỗ lực hết mình mới có thể đuổi kịp cậu ngay sau đó tác đạn quyền được phi lộc tung ra một vụ nổ choáng ngợp hiện ra trước mắt từ trong làn khói của vụ nổ lúc nãy phi lôi vẫn không quên nhắc nhở tên kia bọn họ chỉ đánh mắt có điều uy lực không hề giống nhau đâu ngay khi đám khói tiêu tán đi để lộ ra hình thái của a bính pháo đạn đã thế còn một đống đạn giả sẵn sàng xuất kích trực chờ được bắn ra tên linh tộc lúc này cũng biết bản thân gặp phải thứ dữ rồi nếu như thật sự bắn chúng thì hắn toi đời mất không để cho bản thân cứ vậy mà ăn đòn tên linh tộc nghiến răng nghiến lợi mà tụ hết khí lực về phía trước linh lực thuẫn cùng với một viên đạn của phi lôi cái nào rốt cuộc sẽ hơn đây ngay sau đó phi lôi không nể nang gì trực tiếp bóp cò khai pháo đạn cứ thế được bắn ra ngay lúc tên linh tộc còn tưởng bản thân sẽ đỡ được đòn này hắn ngay lập tức bị đạn pháo của phi lôi đâm xuyên thủng người hắn đã quá ngây thơ sao không phải đã giao kèo chỉ đánh vào mắt mà cứ thế tên này liền gục xuống đất hẹo ngay tại chỗ cái tội đi tin lời địch này ngu thì chết phía bên này tên linh tộc vương cũng nhận ra phe mình có một đứa hẹo rồi không khỏi khen ngợi vân khởi nhưng hắn vẫn tin rằng đồng đội của cậu vẫn nên dùng cách tự sát đi theo như tên tự kiêu này linh tộc trận vong của bọn hắn sẽ là bất lợi đối với đội của vân khởi vì phòng địa khu vỡ hắn bắt buộc phải áp chế linh lực chúng trận vong chỉ khiến hắn mạnh hơn mà thôi ngay lúc này tên linh tộc vương này cũng không mõ nhiều nữa muốn cho vân khởi sợ thì chỉ có hành động thôi chỉ với một câu báo động cả hai như con thú trực tiếp lao vào quấn quýt nhau phía bên này đại sơn bảo cũng đang đối mặt với một tên linh tộc không biết trời cao đất dày là gì ông chú này cũng đã tính đến lúc bản thân hẹo thuốc nổ trên xe sẽ được khởi động cũng đủ để san bằng nơi này rồi. Bất thình lình, tên linh tộc kia liền lao tới như châu điên, cũng vừa lúc Sơn Đại Bào mở mắt ra như siêu nhân đỏ bá đạo ngầu lòi. Cho dù có chết, ông chú này cũng không để cho hắn bước vào chỗ người bình thường dù chỉ một bước. Dùng một nửa linh lực theo kế hoạch lúc trước, Sơn Đại Bào sẽ đợi tên kia buông lỏng cảnh giác sau đó sẽ công kích toàn lực, úp sọt chưa bao giờ là dễ cả. Cứ như thế, Đông Phương Thần Quyền liền được Sơn Đại Bào bắn ra, trước sự ngỡ ngàng của tên linh tộc kia đã thành công khiến cho hắn rất nhanh tiêu tán. Đến cả Sơn Đại Bào cũng không thể tin vào mắt mình, ông vẫn chưa chuẩn bị xong tên này đã chết rồi sao? Võ kỹ của Vương tộc Hách ghê mà, sao dễ thế chứ, nhưng cũng không thể không nói đến Vân Khởi, nếu không có cậu thì khu vực này xong đời rồi. Ở một bên khác, tên Linh tộc đang chuẩn bị băm nhau với hai chị em Đại Nại Đại Bạch liền cảm nhận được đồng đội mình hẹo mất hai đứa rồi, xem ra những người này không dễ đối phó a. À. Rút kinh nghiệm cho hai lần ngu ngốc kia, tên Linh tộc này liền trực tiếp lao lên, trong đầu liên tục tự nhẩm bản thân không được thả lỏng, phải công kích đột ngột hắn sẽ chơi lớn một thể luôn nhưng ngay khi tên này tiến hai gần hai chị em trước mặt hắn ngay lập tức bị giữ lại trong kết giới cảm giác đau đớn truyền vào đột ngột khiến cho tên này la hét không ngừng đại nại vừa hồi phục cho đại bạch lẫn bản thân để khiến tên kia chết trong trư tự nổ kia làm hắn tư tán ngay lập tức cũng rồi quá rồi đó bên tiểu hỏa lúc này một tên linh tộc khác cũng nhận ra có ba tên chết tươi rồi khu vực này sao có nhiều cường giả vậy chứ chả trách nhóc con kia lại kiêu ngạo thế lẽ nào cũng là cường giả sao ngay lúc này tiểu hỏa liền ra lệnh cho hắc sơn lao lên xử tên trước mặt trong tích tắc đã giải quyết xong còn đang hí hửng với chiến công tiểu hỏa lập tức cảm thấy có điều không ổn lập tức gọi theo hắc sơn sau đó lao đi cô có thể ở lại là vì nhận được hồn đàn linh tộc cao cấp nếu tiểu tử vân khởi đó lấy mất hàng cao cấp thì cô đi đâu tìm hồn đàn chứ phía bên này vân khởi có vẻ đấu tay đôi với tên linh tộc vương này gặp chút khó khăn chỉ có một điều cậu khiến hắn tò mò nếu như không có võ kỹ hồi phục kỳ quái đó Bây giờ cậu đã chết không dưới 10 lần rồi, lúc bắt đầu có cơ hội giết hắn, sao lại phải kéo dài tới bây giờ chứ? Sau khi bốn linh tộc kia chết, phần thắng của Vân Khởi cơ hồ thành không rồi, nhưng Vân Khởi vẫn tự tin Niốt bản thân có cơ hội rồi, vẫn là muốn tên kia dùng toàn bộ thực lực để đấu với mình. Nhưng tên linh tộc Vương kia biết, nếu giải phóng toàn bộ thực lực, linh lực của khu vực này khả năng sẽ bị phá vỡ, không có lý do đặc biệt thì hắn không phá vỡ lãnh vực của Vương. Ánh mắt Vân Khởi liền lóe lên, vậy thì cậu sẽ cho tên kia biết lý do ngay sau đó liền búng tay một phát đã đánh xuống một đòn lôi kiếp cậu là linh vương một trong tam vương cần giết vậy mà lại không thèm sử dụng hết sao lúc này tên linh tộc kia mới cười phá lên hắn đã hiểu rồi tạo sao khu vực cấp thấp như này lại có thể xử lý được bốn linh tộc rồi thì ra vân khởi chính là vương tử khốn kiếp đó sao mệnh lệnh của vương là không tiếc gái nào cũng phải giết chết cho bằng được cậu nhìn vào tình hình hiện tại vân khởi không khỏi thỏa mãn dựa vào tu vi hiện tại của cậu chính là không thấy thắng bại rồi lần này tiếp tục chiến đấu với tên kia vân khởi tuyệt đối không thể thua cậu phải chiến thắng loại đối thủ này mặc dù linh lực của tên kia bị chấn áp tuyệt đối nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh quả nhiên rất sốt như vậy hắn không thể nào làm vân khởi bị thương được nhưng ngay khi đòn lôi kiếp thứ hai đánh xuống vân khởi bất giác giật mình cùng với đó là học ra một ít máu chuyện quái gì đây rõ ràng không thể tiếp xúc vậy mà lại bị thương sao là linh khí giáp y quét đến cậu mật độ của linh khí giáp y thế mà lại cao như vậy cái này với vân khởi rất khó phá vỡ từ bên trong ngay khi nắm đấm của tên linh tộc kia lao tới vân khởi lúc này chỉ còn liều một phen nếu đã không thể phá được từ bên ngoài thì chỉ còn một cách lúc này tên linh tộc kia đã sử dụng đến chiền nhiễu liên kích dễ dàng thiêu hủy dây leo của vân khởi ngay lúc này vân khởi liền đưa tay lên cao thụ nhân vương đại trùy tiếp tục hiện lên nếu đã vậy cậu trực tiếp tấn công vào bên trong thôi ánh sáng đến lóa mắt chiếu rọi vào con ngươi trước ánh mắt mong chờ của vân khởi tên linh tộc này khẽ nhếch miệng lên quả nhiên là vô dụng hắn tiếp tục tung ra hỏa lôi ăn mòn linh vương của hắn đã nhằm vào ba vương tử đã cường hóa đến mức cao nhất ba loại thuộc tính này của vương tộc rồi vậy thì làm sao chứ vân khởi sau này chỉ cần không để bị đánh cứ tiêu hao chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội chiến thắng ngay khi tên linh tộc kia tiếp tục vung tay lên vân khởi lại phải đối mặt với tình trạng hiện tại không có giáp y cậu chỉ đành phải tìm được nhược điểm của tên này thôi cứ thế nắm đấm tên kia vung lên cùng với đó là linh khí phát tán đấm mạnh về phía trước khí tức mạnh mẽ bắn ra liên tục cùng với nụ cười tự tin của tên linh tộc kia hắn đã biết vân khởi sớm nhận ra khi hắn đánh với cậu chắc chắn sẽ chết nhưng lại vẫn ôm hy vọng gì đó quả nhiên là nực cười lần tấn công tiếp theo tên linh tộc này tiếp tục sử dụng sức mạnh tuyệt đối của mình liệu vân khởi còn hy vọng nữa không phía bên này từ bên pháo đài khổng lồ tiểu e vẫn đang quan sát tình hình phía trước nhị vương tử còn tiếp tục đánh nữa thì 95% là xong đời một người đàn ông bên cạnh với đôi cánh lớn vẫn vô cùng bình thản không đến 100% thì không cần cứu. Nếu như kế hoạch lần này lúc bắt đầu đã thất bại, đoàn trưởng là anh trai của Vân Khởi chắc chắn sẽ chết thay cậu. Nghe Tôn Bằng Tuyệt Thế nói tiểu e có chút không hiểu, không phải đã định xong là nhị hoàng tử hoàn thành hiến tế sao? Nhưng đương nhiên cỗ máy này sao có thể hiểu, tình cảm của con người rất phức tạp, huynh đệ nhất định sẽ bảo vệ lẫn nhau. Chính vì thế nếu thật sự có ngày đó, cho dù dùng vũ lực Tôn Bằng Tuyệt Thế cũng sẽ ngăn chặn đoàn trưởng hiến tế. Ngay lúc này trên hệ thống liền phát hiện ra có một năng lượng tương đồng với nhị vương tử cũng đang nhanh chóng tiến đến chỗ hai người cùng lúc đó vân khởi vẫn đang miệt mài chiến đấu với tên linh tộc kia nhưng ngay khi linh tộc này định lao tới hắc sơn từ lúc nào xuất hiện sút bay tên linh tộc kia trước ánh mắt bất ngờ của vân khởi tiểu hỏa nhanh như chớp lao tới mà túm cổ vân khởi nếu cậu chết rồi thì cô đi đâu thu hồn đàn chứ đương nhiên bây giờ đến cướp hồn đàn rồi nhưng đòi nợ thì tính sau bây giờ chính là giờ phút tiểu hỏa tỏa sáng đến lượt cô biểu diễn rồi không nói nhiều nữa, Tiểu Hỏa liền ra lệnh cho Hắc Sơn xử lý tên linh tộc mất dạy trước mặt. Cứ như thế một cú đấm tung lên đập thẳng vào mặt tên linh tộc phía trước khiến hắn choáng váng. Cũng chính vì vậy mà cô thỏ này lại càng thêm tự tin mà cười khoái chí, không đau không ngứa, đố cha con đứa nào đánh bại được. Nhưng tên linh tộc kia cũng không phải dạng vừa, rất nhanh đã phản công lại. Nhưng ngược lại với suy đoán của Tiểu Hỏa, chỉ với một đấm tên ngoại trùng kia, hắn đã có thể khiến cho Hắc Sơn mất ý thức, ngay lập tức ngã ra. Tiểu Hỏa lúc nãy còn tự tin bây giờ đã đổ mồ hôi hột, ngay sau đó liền bỏ mặc Vân Khởi mà chuồn nhanh. Tên linh tộc nhìn thấy cảnh này không kìm được mà cười đều, đây chính là khoảng cách giữa linh tộc và nhân loại đó. Bây giờ hắn sẽ giết bạn đồng hành của Vân Khởi, ngoài nhìn ra xem cậu có thể làm được gì. Lúc này, Vân Khởi vẫn không chịu từ bỏ, bắt buộc cậu phải thắng trận chiến này. Ngay khi tên linh tộc điên khùng kia định đấm chết tiểu hỏa, một đòn trực diện trực tiếp đánh thẳng vào mặt tên này. Hắc Sơn vậy mà từ lúc nào đã đứng dậy, yêu ớt nắm lấy chân linh tộc kia khiến hắn tức giận mà vung nắm đấm xuống khiến cho tiểu hỏa không khỏi xót xa. Cũng vì mải lo lắng cho Hắc Sơn tiểu hỏa bất cần nói cẩn thận sau lưng làm cho tên linh tộc này nghi ngờ. Ngay khi hắn định kết liễu cô chỉ trong một đòn, Vân Khởi thoát cái đã lao tới đấm mạnh vào nắm đấm của tên kia. Nhớ lại lúc trước Phi Lôi đã từng nói từ nay về sau chỉ đánh vào mắt, dùng tâm lý học để gây ảnh hưởng cho kẻ địch. Hắn sẽ đặc biệt bảo vệ mắt của mình, hét lớn tất sát kỹ chỉ đánh vào mắt, sau đó dùng bùng nổ, đá vào đũng quần kẻ địch để cho hắn cảm nhận thống khổ đàn ông. Trong chiến đấu thì thắng thua mới quan trọng, chẳng ai quan tâm bạn có đánh đẹp hay không đâu. Lúc này Vân Khởi tập trung sức mạnh của mình nghe theo lời khuyên từ trong phèo phổi của Phi Lôi, lần này cho dù phải dùng mưu hành kế bẩn, cậu cũng phải chiến thắng. Cứ thế, Vân Khởi như một cơn gió lao lên phía trước, dứt khoát đấm thẳng vào đồng tử tên linh tộc kia trước sự bất ngờ của hắn. Ngay lúc này, Vân Khởi cũng phải hứng chịu một cú đấm trời giáng được tên linh tộc vung ra phản kháng nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ ánh mắt vân khởi trở nên kiên định lóe lên tia sáng hy vọng tình cảnh lúc này vô cùng gai cấn vân khởi một lần nữa đưa nắm đấm lên cứ thế một vụ nổ bùng ra lần này cậu dựa hết vào cổn cầu pháo siêu cấp để xử lý tên kia tất cả đều dựa vào tuyệt chiêu này đến cả tiểu hoa bên dưới nhìn thấy tuyệt kỹ kia cũng phải bất ngờ chết tiệt thật chứ video của mình đến đây là hết rồi bên trên là nội dung tóm tắt phần một của bộ truyện nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.